Dạ xin phép cho anh tắt mic. Các anh chị nghe tiếng của Nhật Anh có rõ không các anh chị? Nghe tiếng và âm thanh có rõ hả? Dạ. À chúng ta gặp lại nhau, Nhật Anh được gặp lại các anh chị. Nhật Anh nhớ là hôm nay là buổi thứ nay là buổi thứ mười mấy ta? Buổi thứ 17 đúng không các anh chị? 17. À, buổi thứ ba thì Nhật Anh có cơ hội được giao lưu với các anh chị về chủ đề là nguyên lý hội nghi ngộ hiểu chuyển hóa. Và suốt cái thời gian từ từ ngày đó tới hôm nay thì Nhật Anh vẫn theo sát theo sát và học cùng các anh chị. Chỉ có mấy ngày vừa rồi á thì Nhật Anh cũng đang ở chương trình master với thầy hoạt động buổi tối, nên là khoảng 2 ngày đổ lại đây thì không có vào lớp. Nhưng hôm nay thì hỗ trợ cho thầy, thầy cho cơ hội để hỗ trợ với các anh chị. Trước khi mà chương trình của mình vô học phần chính đó các anh chị, nhưng anh thấy có một số anh chị giơ tay ở đây nè, nhưng anh xin mời các anh chị chia sẻ về bài học tâm đắc ngộ ra ạ. Dạ xin mời chị Ngọc Tuyền, anh mở mic cho chị Tuyền. Dạ em rất là biết ơn thầy, em biết ơn cả lớp, em cũng biết ơn nhân mạch của em là cô giáo Lê Diệu Hiền đó, đã kết nối với em vào cái lớp K18 này. Và trước đó thì em cũng nghe thụ động qua khoảng 12 lần, 12 khóa nghe thụ động, và lần này là lần đầu tiên em tham gia cái lớp trực tiếp trên Zoom. Em quê ở Vĩnh Long, có hiện tại thì 20 tuổi, một chồng và ba con. Thì trong cái quá trình em học có hiểu là tâm á, thì em hay là cái người quảng bá và ứng dụng qua để giúp đỡ cho những người thân trong gia đình đó. Thì đặc biệt là ba đứa con của mình, thì mới đây nhất ấy, thì em có một cái bài học từ cái bối cảnh của con gái Đoàn Thúy Văn á, là bé có 2 lần lấy tiền của em. Là cái con của chị là thầy nói á, là khi mình phản ánh với cái sai lầm của trẻ thì sẽ tạo nên một cái đứa trẻ nó dối trên lúc đó. Hình như là mạng của chị bị rớt rồi. Các anh chị không còn nghe đúng không? Anh không có còn nghe nữa. Dạ. Chắc là internet có vấn đề. Thôi, thuận duyên. Khi nào chị quay lại là chia sẻ. Vậy thì Nhật Anh xin mời chị Thiên Vũ ạ. Xin mời Thiên Vũ ạ. Anh Miêu, dạ. Dạ em cảm ơn thầy. Dạ em xin tự giới thiệu là em là Phan Huỳnh Thiên Vũ, em là nam, hiện tại em Nào. đang sống ở Đà Nẵng. Dạ rất là biết ơn thầy cho em cơ hội để chia sẻ, và cảm ơn cả nhà dành thời gian cho em. Em có một cái điều hơi bị trăn trở thầy. Lúc đầu em tính học xong là em có cái ý nghĩ là thôi đi học 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 hết đi rồi từ từ rồi mới có cái thắc mắc, nhưng mà tự nhiên tới hình như tới đây hắn hơi đủ, cho nên là hắn hơi gọi là em không biết phải làm sao thầy. Thì em thấy là ở trong cuộc sống được bình thường của mình nó có nhiều cái bối cảnh là mình có thể chia sẻ những cái kiến thức mà mình học để mà giúp đỡ cho người khác. Không phải là cái trường hợp nào mình cũng nói được, thì những cái gì mình có thể không nói thì mình không nói, nhưng mà những cái gì mà mình cảm thấy là ví dụ mà mình không nói thì họ có xu hướng là đi ở ở trong cái bóng tối sau quá kìa thầy. Cái mình bắt đầu cái là em cảm thấy là hình như em không có đành lòng để mà họ không có một cái sự giúp đỡ thầy. Nhưng mà hắn lại có 2 câu chuyện như đây, là lúc đầu học là con bướm á, tự xé cái cán ra thì nó sẽ là một cái sinh mạng, nhưng mà nếu mình lấy cái tay mình xé cái cánh, xé cái cán của nó ra thì con bướm đó nó không có sống được nữa. Thì lúc đó em lại có cái ý nghĩ là thôi để cho người ta tới một ngày nào đó họ đủ duyên đủ phước hay là sau đó thì họ sẽ được dẫn dắt, có cái cơ hội dẫn dắt để mà tự ngộ ra tự hiểu.
Nhưng mà hôm bữa mới dạy tới cái gọi là cái học phần cao nhân á thầy, thì thầy nói là nếu mà gặp người có cái vấn nạn phát sinh á mà là mình hết lòng giúp đỡ thầy, thì em không biết là em bị phân vân giữa hai cái đó, là bây giờ là mình nên nói như thế nào để giúp đỡ cho họ, hay là mình để cho họ tự hiểu á thầy, mà em cũng không biết phải làm gì luôn thầy. Ở cái học phần chuẩn bị mình chia sẻ tới đây nè Thiên Vũ, học phần là bảy bố thí. Bảy bố thí quan trọng trong đời người, thì trong đó có một loại bố thí là gọi là dùng hành động của mình, dùng hành động nhân ái để trợ cho người khác. Thì chắc là đợi tới đó đi, đợi tới lúc mà hôm nay hoặc ngày mai, từ hôm nay tới mai mình sẽ chia sẻ về mà làm sao để tích tạo được phước đức trong cuộc sống của mình. Thì một trong những cách đó để tích tạo đó là mình giúp cho người khác, mình trợ cho người khác. Vậy thì làm sao trợ cho ai, và khi nào thì trợ cho họ, và khi mà trợ cho người khác thì cần phải làm gì? Thì một số cái ý đó nó cũng sẽ giải được cái nghi của Thiên Vũ. Ngộ ra ha, nếu mà ngộ được cái đó đó, đó gọi là thân thí. Nếu mà hiểu được Không thân phải thí, gọi thân 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 thúy à thân là cái thân đó, thầy. thân thí. Một người nếu như mà ngộ được thân thí thì sẽ không có đi giúp tràn lan trong cuộc sống, tại vì khi mà gặp người khó khăn mình giúp, nhưng mà nếu không biết cách giúp họ, nó thật ra thì mình cũng không có giúp ai được hết đó. Mình chỉ có trợ cho họ thôi, trợ duyên mà, trong nhân duyên có mặt mình thì mình sẽ trợ lực một phần nào đó thôi. Nhưng mà nếu mà mình trợ không có đúng cách, nó sẽ có một số cái tiêu chí để làm sao mình giúp con người. Mà thứ nhất là mình giúp được cho họ thật sự nè, thứ hai là mình cũng bảo vệ mình nữa, tại vì có những người mà nhiều chuyện quá, người ta không cần nhưng mà lại giúp, sau đó can thiệp giống như Thiên Vũ chia sẻ là cái kén, cái con nhộng á, con nhộng cắt đi thì cuối cùng ra chết. Thì có những người lúc mà mình giúp người khác mình nhiều chuyện thì mình bị nó không có hiệu quả, không có đạt được. Mà muốn giúp được mà người ta chưa cần thì làm sao để trợ cho họ? Thì ở cái học phần sắp tới đó, học phần là bảy bố thí, chúng ta sẽ chia sẻ về cái ý này. Đây là một nghi vấn rất hay ạ. À, nghi vấn rất hay. Mà bữa nay thầy nói cái nó cái em có một cái nữa ấy là em hơi ngạc nhiên, có nghĩa là mỗi buổi học với là trước mỗi buổi học là trong đầu của em sẽ có mỗi cái nghi vấn khác nhau, nhưng mà em mới nghi vấn gần đây thôi, hình như mới có 3 4 ngày vậy thầy. Thì mỗi cái nghi vấn của em là ngày hôm đó là học cái bài đó luôn thầy, là không biết là cái đó là sự trùng hợp hay là sao thầy. Mình hiểu về cấu trúc của con người mình đó. Con người của mình có điện điện từ âm dương, nên là cái gì mà hợp nhau nó sẽ hút lại với nhau. Các anh chị nhớ cấu trúc con người không ạ? Học phần hệ quy chiếu cấu trúc con người mình đã chia sẻ, thầy đã chia sẻ với chúng ta trước đây đó, mấy ngày trước nè. Thì có điện từ đúng âm dương đúng không cả nhà? Điện từ âm dương, nên là mình mang theo một dòng điện. Mình vừa nghi vấn cái gì, mình khởi một cái nghi vấn lên, có nghĩa là cái dòng điện trong con người của mình đó, nó sẽ tạo ra nó phóng ra một cái tần số, hay còn gọi là cái tần số rung động năng lượng đó. Thì cái tần số đó phóng ra tần số gì, nó hợp với cái gì thì nó sẽ hút với nó lại, hợp hợp cái gì hút với nó lại. Thì nó cũng giải thích luôn là trong các anh chị nhớ lại là có cái công thức cội nguồn cuộc sống á, để Nhật Anh lấy lại cho các anh chị xem. Công thức cội nguồn của cuộc sống này, công thức cội nguồn của cuộc sống này, các anh chị nhớ chỗ này nè. Thầy ghi là kết quả cuộc sống của ngày hôm nay của chúng ta thì do những gì mình hợp hay mình hạp mà nó tạo nên. Tánh của mình hạp nên là mình chọn cái đó, nó hút lại, thu hút lại thì dẫn đến kết quả mình có ngày hôm nay. Từ cái áo mình đang mặc cho tới cái mắt kính của Thiên Vũ đang đeo, cho tới cái mái tóc á, cái tóc mình đang để,
đáng ra là phải để tóc như vậy mới đúng chứ, mới đẹp chứ. Dạ. Nãy có một số anh chị nói với Nhật Anh là hôm nay tóc dài ra rồi. Tóc dài ra hình như đẹp trai hơn hả? Thì hợp nên là mới ra kết quả đó. Thì như vậy á, là ngay chỗ mà Thi Vũ nói là tại sao mà vừa mới nghi vấn ngày hôm trước thì ngày hôm sau đã nhận được câu trả lời liền, tức là thấy liền. Vừa nghi vấn xong thì cái chủ đề đó nó xuất hiện liền luôn trong cuộc sống của mình, Dạ đúng rồi. là do là mình hợp, do cái trong đầu mình chứa hình ảnh đó mang theo một cái dòng điện nên là nó hợp, tần số rung động năng lượng của mình hợp với cái mà mình đang thấy trong đầu mình đó, thì nó dẫn tới là nó thu hút lại trong cuộc sống, hút lại. Nên là có để ý thấy, một khi mà mình đã suy nghĩ về cái gì á thì các anh chị sẽ thường xuyên thấy cái đó trong cuộc sống của mình, thà mà không để ý thôi, nhưng mà một khi mà đã nghĩ tới nó rồi. Nhật Anh nhớ ví dụ như là xe đi, xe hơi à, hôm đó Nhật Anh suy nghĩ một chiếc xe đó là chiếc chiếc Mazda, chiếc xe Mazda. Thì vừa suy nghĩ tới xe Mazda thì nghe tới khác là Mazda Mazda 8, thì đi ngoài đường là thấy toàn là thấy xe Mazda đó không, thấy xuất hiện nhiều lắm, mà trước giờ là chạy đầy đường nhưng mình không để ý, nhưng từ ngày mà mình suy nghĩ tới đó thì nó xuất hiện. Dạ thầy ơi, cho em hỏi một cái nữa là giống như là nhiều cái mà cái tần số rung động của mình nó gọi là hắn nhanh nó là mình nhanh thấy, còn nếu mà hắn chậm là mình lao thấy hay sao vậy? Dạ không, tần số rung động năng lượng mình chứa cái gì bên trong thì mình phát ra tần sóng đó, thì nó sẽ kéo những cái đó lại trong cuộc sống của mình. Nhưng là nên là những gì mà các anh chị xuất hiện hình ảnh gì trong đầu hoặc là có nghi vấn gì trong đầu, thì nếu mà mình an vui á, cộng thêm với ngày hôm nay mình nói tới cái phước đức nhiều hơn, nói sâu hơn về phước đức, công đức, phước đức, ác đức mà các anh chị đã học á, thì mình sẽ hiểu là có đủ cái lượng phước đức nhất định thì nó sẽ nhanh tới. Tốc độ mình tới nhanh á là do phước đức trả giá Chậm đủ là à, tới chậm là mình phải cần thời trả giá gian chậm thì có mới nghĩa là có mình. chưa đủ thì cần thêm thời gian. Dạ em hiểu thầy. Dạ em biết ơn thầy. Dạ Dạ biết ơn thầy biết chia ơn Thiên sẻ Vũ kiến thức em. Dạ biết ơn cả nhà đã lắng nghe. Dạ em xin tắt mic. ạ. Dạ nãy chị gì nãy chị bị rớt mạng đó chị đóng thiêu. Đây chị Ngọc Tuyền, các anh chị mình cho mình mời chị Ngọc Tuyền chia sẻ tiếp nha. Lúc nãy trước khi Kim Trúc, mà đáng lẽ là Kim Trúc giơ tay tiếp nhưng mà thôi, Nhật Anh xin mời chị Ngọc Tuyền chia sẻ tiếp, rồi một lát nữa khi chị Tuyền chia sẻ xong thì tới Kim Trúc ha. Lúc nãy chị bị rớt mạng, xin mời chị. Này, Nhật Anh mở mic cho chị nè. Dạ rất là biết ơn thầy. À, hồi nãy em nói cái về cái việc mà em học có hiểu nội tâm thì em cũng áp dụng qua chuyện cảm hứng cho con về cái việc mà con em nó lấy tiền á, nó lấy tiền đi lên trường mua những cái thứ như là đồ chơi rồi những cái kẹo bánh đồ đẩy đầy cặp hết trơn á, và em mới nhớ lấy cái lời thầy nào trong trong một lớp nào đó, thầy thầy có cái câu mà gì phản ứng thái quá với sai lầm của trẻ thì mình sẽ tạo nên một cái đứa trẻ nói dối đó. Cho nên nó là lúc đó em mới nhớ là câu đó và em nhắc nhở chính mình đó là mình phải là tìm hiểu coi cái con lấy cái đó để làm cái gì. Cho nên là con ngồi xuống đó, con nói đó là em hỏi chứ là tại sao mà con không nói với mẹ vậy, con không xin mẹ. Cái con em nó nói con sợ mẹ không có cho, với lại cái lúc em hỏi thì con cũng dám nói, cái con nói là con sợ mẹ la. À cái em mới biết à, thì ra đây là bắt nguồn từ mình chứ không phải con. Cho nên em mới biết đó là qua cái bài học của con, em nghĩ là chắc là cái việc con đang làm này muốn gửi gắm cho mình một cái bài học gì đó. Cho nên em ngồi với con và em hai mẹ con trò chuyện với nhau và cuối cùng em rút ra được không có cái được kế hoạch xài cho nó đúng nghĩa ý nghĩa, cho nên là con mới lấy được. Thứ hai nữa là em phân tích cho con biết đó là tiền nó là cái đồng tiền nó có giá trị, cho nên mình phải dùng tiền đúng cái ý nghĩa của nó thì nó mới đến với mình nữa. Lúc đó là con em nó hiểu.
Và cũng rất là may mắn, phước báo mà em học được lớp thấu hiểu tài chính, em mới biết đường dẫn dắt con em cái câu chuyện đó. Chứ hồi lúc trước em hay vứt tiền lung tung đó, cho nên là con em nó lấy được, chứ không phải là nó bắt, mọi thứ nó bắt nguồn từ mình. Cho nên là nhờ cái bài học đó em rút ra một bài học rất là giá trị luôn. Cái lần nữa là một thằng bé thứ hai với em là 5 tuổi á. À, em áp dụng cái nguyên lý em con với em, tự nhiên cái thì ông bà hay hét la ông thế này bỏ đứa kia rồi hay la lớn tiếng lên làm cho con áp lực, cháu áp lực á, con chạy vô buồn á, con đứng, đôi khi con đứng rung ở trong á. Em quan sát nhiều lần mà em chưa có cách nào để em giúp cho con của em, nhưng mà tự nhiên cái em chợt nhớ lại có nguyên lý ánh sáng, và em nhớ lại đây là một căn phòng tối nữa. Cái tự nhiên em lấy nguyên cái nguyên lý ánh sáng em nói, em nói con à, con nhìn gì trong này vậy, con đứng trong này con làm gì, ở cho mẹ coi với, con có thấy gì trong này không, sao mẹ thấy cái hù à, mẹ thấy đen thui, mẹ nhìn không thấy chứ, chỗ này thì mẹ thấy mờ mờ à. Cái cho nên lúc đó em dẫn dắt con em á, nếu như á, con có làm một cái việc gì đó mà nó chưa đúng á, mà con chạy trốn á, thì con chỉ là thấy bóng tối thôi. Con không bao giờ nói chuyện được, không bận con và làm việc gì đó chưa đúng, và bước ra bên ánh, bước ra ngoài ánh sáng, thì mọi người, mẹ nè, chị em trong nhà nè, mọi người sẽ đón nhận con. Dũng, chỉ cần con dũng cảm, con chịu trách nhiệm là con gặp ánh sáng. Còn khi con chạy trốn thì con sẽ gặp bóng tối. Và lúc đó em không biết sao em nói được vậy luôn. Và con em nó đứng thinh là nó không nói gì á. Cái hồi sau nữa em cũng vô em nói giống vậy lần nữa. Nói giống vậy lần nữa, em nói 2-3 lần, tự nhiên cái em bỏ em đi ra ngoài. Sau một hồi lát sau cái thằng bé nó đi ra, nó nói mẹ ơi, con bước ra ánh sáng rồi. Ở lúc đó em ôm keo con của em, mẹ em khóc. Em nói mẹ rất là biết ơn con luôn, vì cái điều con làm á giúp cho mẹ học ra được một bài học rất là lớn. Ở lúc đó em rất là cảm động, và em rất là biết ơn lớp thấu hiểu nội tâm. Giống như là em không biết diễn tả như thế nào cái cảm xúc. Em rất là biết ơn mọi người đã lắng nghe và biết ơn lớp thấu hiểu nội tâm. Biết đâu cái câu chuyện của em á, nó giúp cho một cái bối cảnh nào đó trong một số anh chị ở đây. Cảm giác hạnh phúc mà. Các anh chị nghe cảm nhận, nếu như mà con mình á đang trong trường hợp như trong bối cảnh của chị Tuyền, nhưng mà lại ngộ ra, bước ra khỏi căn phòng nói với mẹ là gì? Đó là con bước ra ánh sáng rồi mẹ. Các anh chị thấy hạnh phúc không? Hạnh phúc lắm. Nên là hiểu cái cảm giác của chị. Nhưng mà rồi cũng cũng bị bị văng ra luôn rồi. Biết ơn chị. Dạ, biết ơn hiện thực của chị. Ai, xin mời Kim Trúc. Dạ, biết ơn thầy, biết ơn cả nhà đã cho em cơ hội chia sẻ ạ. Em xin giới thiệu, em là Kim Trúc đến từ Đồng Tháp ạ. Và nhân mặt của em vô lớp này là anh hai của em, Võ Bắc Lộc. Trúc chỉnh lại chưa? Chỉnh lại cái miệng chưa? Đã chỉnh gọi thầy hôm nay em lên, em biết thầy lên, em mới nói với thầy là cảm ơn á. Tại vì hổm nếu mà không nhờ có thầy là em đã hạn chế tự nhận thức là em sẽ không lên chỉnh luôn rồi. Nhưng mà hôm nay sau khi chỉnh mà nó gửi đây đó, gửi đây người ta biết cái cách chỉnh lại hàm nhiều lắm. Nên là Nhật Anh mà không nói thì nhiều người nói à. Dạ. Nhiều người không nói. Kiểu lúc đó là có thể là nhờ thầy cho động lực á. Chứ nếu không ấy là em cứ hạn chế nhận thức là em nghĩ là nếu mà đứng không ăn được, da không ăn được thì ăn món khác có gì đâu. Nhưng mà bây giờ sao mà mấy năm trời không có ăn đồ cứng á thầy. Thì sao đó là giờ là cái hàm rất là ok rồi thầy. Là lần đầu tiên ăn lại ghẹ mà tự cắn ăn á. Chắc đó giờ do cái hàm đam hay không ăn được. Muốn ăn lại có phải có người cắn giùm rồi lột ra luôn mới ăn được. Rồi sau khi mà lên chỉnh á thì bây giờ ngon rồi thầy. Hàm đã bình thường rồi. Hôm nay em cũng lên để gửi lời biết ơn thầy. Không nhờ có thầy cắn ghẹ hả? Cắn mấy chục ký ghẹ luôn không?
Dạ không, bây giờ thì lúc trước là hạn chế là không có đi ăn uống nhậu nhẹt hay với bạn bè này kia đồ, thì bây giờ nhờ có vậy chết mà chỉnh hàm xong bây giờ đi ăn uống nhậu nhẹt tối ngày sáng đêm. Dạ không có, tại vì ăn được rồi. Dạ không có, nhưng mà cái cảm giác khi mà mình ăn được á, kiểu cảm giác em cũng tự nhận thấy giống như thầy nói á, là bản thân cảm thấy là hòa nhập hơn, nên là cảm thấy là giống như nó cũng tốt cho cái mối quan hệ của em hơn. Nhưng mà điều mà lúc trước á, là em không có nghĩ vậy, em nghĩ là mình không ăn được thì thôi à, mình thấy đâu có ảnh hưởng gì đâu. Nhưng mà sau khi mà quá trình lên Tâm Dung á, một điều ngạc nhiên nữa hay là khi mà thầy nói á, là đặc ý á, là cái hàm nó sẽ ngon lại bình thường. Trước đó là em có điều trị ở đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh là cũng 4-5 lần, hình như là tốn cũng 30-40 triệu. Nhưng mà bác sĩ bảo là nó gãy nhưng mà nó lành rồi, nó có tì chỗ đó đó. Thì chút hạn chế ăn cứng ăn dai là được. Để nếu mà phẫu thuật á, thì nó sẽ có dây thần kinh gần đây nè, nó sẽ ảnh hưởng tới cơ mặt, sợ mặt sau này á, nó sẽ bị lệch sau khi phẫu thuật luôn. Thì em cứ chấp nhận là em như vậy rồi. Nhưng mà sau này á, khi anh điều trị được 3 lần như là, nên là lần thứ 2 rồi thầy, là cái cô Triều bảo là đi chụp X quang lại đi. Thì cô mới dám tác động nhiều hơn nữa. Thì đi chụp X quang thầy là ở bệnh viện Xuyên Á Vĩnh Long á, là nó không có gì luôn. Đeo lên xong rồi đeo lên cho cô cái giấy, tờ giấy để là không có gì luôn. Rồi xong rồi lên tận đó, lần cuối lên Tâm Lê Dung là lên chỉ lên ở phòng xương khớp sức khỏe thôi thầy, không còn ở phòng để chỉnh hàm được. Thầy lắm lắm, biết ơn cả nhà đã lắng nghe. Đẹp quá, mừng. Cũng lại nhìn khóa lại nè ha, hàm khóa lại, giờ nhai lại thoải mái. Dạ đúng rồi thầy, giờ là nhai. Cảm thấy sao? Một cô gái á, mà các anh chị biết không, một cô gái mà không thể được, không có ăn thoải mái được, không có tận hưởng cuộc sống được, chỉ bởi vì là cái hàm bị đau thôi. Hàm bị đau á, làm biếng đi ăn lắm, làm biếng đi đâu chơi. Nhưng mà nếu mình bây giờ thay đổi được cái đó, hàm giờ hồi phục lại hết, cười cũng tươi hơn nè, cười đẹp lắm nè. Dạ biết ơn thầy, biết ơn cả nhà. Dạ thì kiểu như học có lớp thấu hiểu nội tâm này không có thầy, và lúc đó cũng có một số bạn lên chỉ em và chia sẻ cho em, kiểu như tìm đến Tâm Lý Dung thì em cũng không biết là em có được như bây giờ không nữa. Cảm ơn thầy, cảm ơn cả nhà, cảm ơn biết lắm lắm ạ. Biết ơn cả nhà đã yêu thương và chứa đựng em ạ. Biết ơn em. Dạ, biết ơn. Có bài học gì không? Có bài học tâm đắc ngộ ra gì mấy ngày qua không? Dạ, về cái bài học mà điều mà như cái bài học đã qua, thì cái điều mà bài học mà em qua là học về trưởng thành phải không các anh chị? Dạ đúng rồi, được trưởng thành. Dạ, bài học về trưởng thành, nhưng mà bài học mà em thấy em học được sâu sắc và xuyên suốt nhất á, là bài học về nguyên lý ánh sáng á thầy. Tại vì hổm lại á, cũng có một số vấn nạn đối với em. Thường á, khi mà có nhiều sự vật á, làm có nhiều vậy, thì khi mà vấn nạn đó thì em biết là mình không có nên tập trung vào cái bóng tối mà đưa ánh sáng vào. Còn có nhiều sự việc đó là em làm không được, cứ khóc hoài đó. Như hôm nay á, lên cái quên là đã bật cam khóc của mọi người, đó là chút khóc mà em mới biết là em khóc. Nhưng mà xong kiểu như không có tập trung về vấn nạn nữa, là đưa cái ánh sáng vào. Đó là cái bài học mà em thấy nó ngày nào em cũng áp dụng được. Nếu mà không nghĩ về nó thì không biết làm sao, không biết cuộc đời mình sẽ ra sao luôn. Cứ khi mà vấn nạn xảy ra thì cứ nhìn vô tối. Thì cái điều mà tâm đắc được là nếu mà bản thân nhìn được về phía ánh sáng á, thì càng ngày mình sẽ ngon hơn mình của ngày hôm qua rất là nhiều. Giống như là khi mà hôm nay nó nên chia sẻ, giống như K16 là em có học có hiểu nội tâm, K17 học, thì K16 lên á, có một số bạn vẫn có liên kết nhắn tin với Facebook như chị Diễm nè, thì cũng có chứa đựng với em bảo là K16 là nên đeo khẩu trang nè, nên chia sẻ. Rồi K16 khóc, rồi K17 thì đỡ khóc hơn, K18 này á, thì ngon hơn, là cảm thấy là bản thân đã trưởng thành hơn chút của hôm trước rất là nhiều. K19 chắc chắc lột xác luôn quá. Dạ biết ơn thầy, biết ơn cả nhà lắm lắm ạ.
Biết ơn cả thầy, biết ơn cả nhà đã lắng nghe. Dạ em xin phép tắt mic ạ. Dạ. Biết ơn Kim Trúc. À, xin mời chị Thuận hả? Đúng không chị? Trần Thị Thuận đúng không chị? Dạ. À, em rất biết ơn thầy và cả nhà đã lắng nghe, và em biết ơn nhân mạch của em là cậu Hà Văn Vinh và mợ là Nguyễn Thị Đào đang học ở mentor 3 đúng không ạ? Dạ, là mentor 3. Dạ, đưa em vào lớp học này. Dạ. Thầy em qua cái lớp học này thì em cũng có rất là nhiều bài học để mình trưởng thành hơn trong cuộc sống của mình. Đó là từ trước tới giờ, là có nghĩa là khi mà mình sống ở một cái cuộc sống là cứ là hiển nhiên đấy ạ. Mình hiển nhiên để mọi người làm nhiều điều tốt cho mình, nhưng mà mình không biết cái trân trọng biết ơn những cái người xung quanh mình đó ạ. Thế là từ khi mà em được nghe một cái ghi âm của cái khóa 16 ở cái buổi trân trọng biết ơn đấy ạ. Và sau khi là hết cái khóa 16 thì khóa 17 em không vào được. Đến khóa 18 thì em được đăng ký được vào lớp học của mình, thì em thấy một cái môi trường học rất là tốt, và em thấy là em trưởng thành rất là nhiều, đã biết trân trọng biết ơn với người xung quanh mình, và biết nói những cái, nói chung là cái lòng của mình lúc nào đó mình cũng tốt. Nhưng mà khi mà mình đối diện với người đối diện của mình tiếp xúc với người đối diện thì mình không thể nói ra, mình hạn chế cái lời nói, những cái lời nói để cảm ơn thôi với mọi người đấy ạ. Nhưng mà khi qua cái bài học này thì em đã rút ra rất là nhiều đó. Và cái bài học tâm đắc của em nhất đó là cái bài học mà đưa ánh sáng vào phòng tối đấy ạ. Dạ. Khi mà mình trong cuộc sống của mình mà luôn luôn mà mình nghĩ tới những điều tốt, và mình làm những cái điều mà mình mong muốn, và mình khởi tạo lên những cái tần số rung động năng lượng dương á, thì cái cuộc sống của mình nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Và em cũng biết ơn khi mà về cái mối quan về trân trọng biết ơn, thì em có cái mối quan hệ nó dễ chịu hơn đó. Khi mà từ trước đến giờ là mình không biết được cái vấn đề đó. Dạ. Và cái mối quan hệ gia đình giữa vợ chồng và con cái nó cũng êm dịu hơn. Dạ. Và em trân trọng, rất là trân trọng biết ơn mọi người và thầy đã lắng nghe em. Nhưng mà thầy ơi, em có một cái câu hỏi muốn hỏi thầy, là khi mà cũng có cái nhiều người, nếu như là mình dành tình cảm cho người đó rất là nhiều, nhưng mà cái người đối diện là người ta không dành tình cảm cho mình, mà người ta luôn luôn là cái điều hiển nhiên là mình nhá, là phải làm cho người đó. Mình là cái người phụ nữ trong gia đình thì mình phải bắt buộc là mình phải làm những cái điều mà cái người ví dụ đó là người chồng đó, mình là người vợ là hiển nhiên là mình phải làm những cái công việc đó, những cái bắt buộc là mình phải làm những cái thế. Nhưng mà khi mà mình trao đổi với người chồng, mà người chồng người ta không có hiểu mình, người ta cứ muốn, có nghĩa là hai vợ chồng không có hòa hợp được trong cuộc sống, thì bây giờ mình phải làm sao thầy? Dạ. nhưng mà khi mà mình nói, có nghĩa là mình ngồi mình nói lại thì người chồng người ta cứ nói là cái đó là điều hiển nhiên, người vợ người ta bắt buộc là phải như thế đó, có nghĩa là gia trưởng đó thầy. Thì em nhiều khi là mình rất là nhiều khi là mình rất là bực bội, nhưng mà khi mà đã qua cái lớp học của mình thì em đã dịu lại, và nhiều khi tâm sự nhiều, nhưng mà nói ngoài nó cũng vẫn như thế. Mà đưa cho em đưa cho cái bài học này để lắng nghe, để làm sao để mình giải tỏa được cái nội tâm của mình, nhưng mà cũng không nghe, cái em cũng thua luôn ấy. Bị dính hình. Dạ, bị dính hình đúng không thầy? Em bị dính hình. Giờ nhắc tới ông chồng đúng không? Người đó là chồng. Dạ đúng rồi.
Dạ em thôi nói thẳng là chồng đi. Dạ rồi. Nói là người nào nữa. Em bị dính hình. Dính hình đó không có làm cái gì thay đổi được. Dạ. Chị lại... dạ. Nhớ bài học á, nhớ cái nguyên lý vận hành của tiềm thức. Dạ. Nghe lại cái bài đó. Tại giờ mình đi xử lý vấn đề thì xử lý hoài không hết. Dạ đúng rồi. Xử lý hết cái tánh mà hiển nhiên nó của ổng thì tánh khác nó xuất hiện. Dạ. Tại vì mình nên nhắc tới chồng mình thấy hình ảnh không đẹp. Dạ, có nghĩa là mình phải đứng trên cái vấn nạn đó đúng không thầy? Mình phải đứng trên cái vấn nạn đó mình cân bằng lại cuộc sống đúng không thầy? Nhưng mà nói vậy thôi, nhưng mà đứng trên bằng cách nào? Dạ. Không rõ. Dạ. Không rõ nên không làm được. Vâng. Nó nhiều khi cũng rất là khó, nhưng mà nói chung là cái từ khi mà dạ không từ... không có khó. Dạ. Nhưng mà nó có cách làm thì nó đơn giản. À dạ. Chị nghe lại bài nguyên lý vận hành đó, nguyên lý dạ. Vận hành tiềm thức. Vâng. Khi mình đặt ý tới ông ý, ông đặt ý tới một cái gì đó, đặt ý tới chồng thì dạ. Trạng thái rung động điện từ gì? Có phải là bây giờ các anh chị trong Zoom mình nghe chị Thuận nói nhắc tới chồng thôi là thấy chồng hiển nhiên không? Là xong rồi đó. Điện từ nó âm thì chắc chắn ra cây bớt như ý thì ông làm vậy hoài với mình luôn. Dạ. Ông trân trọng người khác, ông không có hiển nhiên với người khác, nhưng dạ. Mà ông sẽ hiển nhiên với mình. Dạ. Tại sao? Đó thầy. Dạ, dạ. Ông đâu có hiển nhiên với người khác đâu, ông đâu hiển nhiên với bạn nhậu, đâu có hiển nhiên với lại bạn bè hay là ai đó. Dạ. Nhưng mà tại sao lại hiển nhiên với mình? Dạ. Tại sao? Tại sao dạ. Lại hiển nhiên với mình vậy? Vậy là như vậy là điện từ tần số rung động điện từ của mình là theo chiều hướng âm đúng không thầy? Cho nên là nó trạng thái rung động điện từ âm. Dạ. Nhưng mà do mình á, cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ mình mà. Dạ dạ. Chị có cảm nhận được là ông chồng ông không có hiển nhiên với người khác, nhưng mà ông hiển nhiên với mình không? Dạ đúng rồi đấy ạ. Vậy thì tại sao? Là do mình nhá. Do cái gì của mình? Do cái cách suy nghĩ của mình, do cái tần số. Do cách rồi. Suy nghĩ thì mãi mãi không thay đổi được. À dạ. Do cái hành động hả thầy? Do hình ảnh của mình. À dạ. Do mình chứa, nhắc tới ổng mình thấy cái hình đó. Hay là tương lai nói một cách khác là nhắc tới chồng á, rung động điện từ nội tâm của mình là mình thấy ổng hiển nhiên. Thì à, không thể làm khác được, chắc chắn phải ra cái quả đó. Dạ. Tại vì nguyên lý vận hành tiềm thức nó đã nói như vậy. Dạ. Nên là chị muốn đổi thì giờ làm sao? Thôi nghe lại bài đi cho nó khỏe. Dạ dạ dạ. Nhắc tới chồng, nhắc tới chồng tan liền cái hình tánh không liền để nó tan hình đi. Dạ. Để không thấy cái chồng có hiển nhiên gì, tại vì hiển nhiên mà các anh chị nhớ cây bút á. Đây, đâu rồi, đây. Nè. Cái này là cái gì các anh chị? Là cây bút ạ. Này là cây bút đúng không? Dạ. Còn nếu mình để đây, nếu một con chó nhìn vô thì nó là cái gì ạ? Nó là cục xương ạ. Cục xương hay là một cái gì đó. Nếu như dạ. Không có mình ở đây, cũng không có con chó ở đây, mình để cái cây bút này ở đây, mình để cái này ở đây nè, vậy thì lúc đó nó còn nó là cái gì? Nó chỉ là, nó là một cái vật bình thường thôi ạ. Dạ không luôn, nếu mình nói nó là một cái vật bình thường, có nghĩa là mình định cho nó là một cái vật bình thường. Vậy là nó là không cái gì ạ thầy? Không có gì cũng là cái chữ không có gì mình đặt vô cho nó. À dạ. Nếu đẹp nhất đó là không nói năng gì được luôn. À dạ dạ. Không nói năng gì luôn. Dạ. Không phát ra từ nữa là chống lóc luôn. Thì cái đó là tính không. Dạ. Vậy thì mình nhìn thấy cái này là cái bút. Là do trong đầu mình có cái hình ảnh, có cái hạt mầm cái bút. Nhận thức nội tâm của mình nhìn nó, mình thấy nó là cái bút. Dạ. Nên nó mới là cái bút. À. Còn nếu con chó thì không biết, nhưng mà nên trong cái đầu của nó nhìn ra thì nhận thức đó khác, nên là nó nhìn thấy cái đó là cái khác. Dạ. Vậy thì mình ráp vô ông chồng, cây bút này biến thành ông chồng. Vậy thì dạ. Chị vừa nhìn thấy chồng là chị thấy gì? Thể hiển nhiên là dính rồi. Dính hình đó thì không có thay đổi, chỉ có thay đổi mình thôi. Chị xóa được hình ảnh trong đầu chị, tích lũy thêm công đức phước đức thì nó tan ra. Dạ. Đến khi mà nhắc tính chồng á, làm lớn những điểm tốt đẹp lên, làm xuyên làm rõ những cái điều tốt mà ông làm cho mình. Dạ.
cái nguyên tắc á, nguyên tắc của hình ảnh tâm trí á, à, nguyên tắc của trong cuộc sống mối quan hệ của mình chứ. Đó là các anh chị mà mình mà không làm lớn những điểm tốt lên thì cái bất như ý, những cái không tốt nó sẽ hiện lên. Dạ dạ. Dạ, bởi thế em ở trong, em muốn có một cái cuộc sống hòa hợp thì em đặt cái nghi vấn là để mình muốn có cuộc, em muốn có cuộc sống hòa hợp thì mình phải làm như thế nào, đúng không thầy? Có nghĩa là cái nghi vấn của em vậy, đúng không thầy? Làm sao để cho giàu toàn diện, cuộc sống gia đình mình đạt giàu toàn diện. Dạ dạ. Có hướng rộng hơn. Dạ. Là nó. Nhưng mà ý là chỗ chồng á, giờ không có làm cách nào mà thay đổi, trừ khi là mình chính mình thay đổi, tại vì cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ mình mà. Dạ dạ. Có nghĩa là mình phải thay đổi từ mình trước. Thay đổi từ mình thì thay đổi từ chính rung động điện từ nội tâm của mình á. Dạ, đó dạ. Là cái công đức với phước đức, tích lũy được công đức phước đức. Dạ. Rồi đổi được hình ảnh tâm trí. Dạ. Hình như mấy dạ. ngày trước thầy có ghi cho chúng ta cái công thức mà đổi hình đổi đời, đúng không các anh chị? Dạ. Tại vì cái khóa này em không học được xuyên suốt, em còn thiếu mấy buổi nữa. Em còn thiếu mấy buổi đấy ạ. Em có một chuyện là thiếu mấy buổi nên em không vô được. Chắc là chưa tích lũy không ta? Hình như có, để Nhật Anh ghi lại. Đó là cuộc sống của mình muốn đổi được đời á. Nè. Một con người đổi được đời. Đổi đời thì phải đổi hình. Dạ. Yeah. Muốn đổi đời thì phải đổi hình ạ. Đổi hình. Dạ. Muốn đổi hình thì thứ nhất thay đổi được khái niệm nguồn. Cuộc sống của chúng ta, cuộc đời chúng ta muốn thay đổi được thì các anh chị đã biết là cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ hình ảnh tâm trí của mình theo góc độ của khoa học, thì những gì trong đầu mình chứa cái hình gì nó sẽ quyết định kết quả cuộc sống của mình theo hướng đó. Dạ. Phải không ạ? Dạ, 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 rồi em hiểu cái chỗ này rồi ạ. Nên dạ. Là muốn đổi đời thì phải đổi hình. Dạ. Đổi cái hình ảnh mình nhìn, cái hình đổi cái hình ảnh mình nhìn. Dạ không. Dạ. Đổi hình, nhưng mà nói đổi hình chứ đổi hình có những lúc đổi hoài không được. Dạ. Là do gốc rễ của hình nó không đến từ cái đó, không đến từ việc nó đổi hình là nó đổi. Đổi hình mình thay đổi. Thay đổi được là thay đổi từ khái niệm nguồn. Đổi dạ. Được huân tập những khái niệm nguồn và làm rõ, làm xuyên làm rõ những khái niệm nguồn, phát triển những khái niệm nguồn có lợi. Dạ. Để cho cuộc sống mình thuận lợi. Dạ dạ. Đồng thời á, tích lũy được công đức với phước đức. Tích lũy được công đức với phước đức. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về chủ đề đó là những cái cách làm sao để mình tích lũy được công đức với phước đức trong cuộc sống, mà dạ, nhất là phước đức. Dạ vâng. Để làm chi? Một người nếu như thấu hiểu được chủ đề đó, làm sao để tích lũy được phước đức bền vững, thì gốc rễ cội nguồn của cuộc sống của chúng ta nếu luận theo tôn giáo nó đến từ công đức phước đức, thì một con người chỉ cần tích lũy được phước đức và không có phá phước, tích lũy nó nhưng đừng phá nó, tích lũy được công đức nữa và đồng thời thay đổi được khái niệm nguồn nữa, thì dần dần qua thời gian, hoặc là ai mà tùy theo nhân duyên của họ, lượng phước đức với công đức của họ nó sẽ quyết định. Có những người mà đầy đủ phước đức, hình ảnh tâm trí thay đổi trong một sát na, thay đổi tích tắc. Các anh chị đang học ở đây trong Zoom của mình có thấy là có một số lúc là trong một tích tắc là mình thay đổi luôn, mình thay đổi trọn vẹn, thay đổi hạnh phúc gia đình. Mới bữa tối thấy ông chồng có vấn đề, ngủ đêm sáng dậy tự nhiên thấy chồng dễ thương,
Tự nhiên nhìn thấy chồng thấy không còn có vấn đề nữa. Tài chánh mới vừa giây phút trước mình đang thấy khó khăn quá, nhưng mà trong một tích tắc, trong một chuyển biến sát na vừa trôi qua thôi, tự nhiên mình thấy nhẹ liền và cảm thấy là tài chánh của mình tốt, không còn suy nghĩ lo lắng về nó nữa. Thì giây phút đó là giây phút đổi được hình. Thì trong tích tắc đó, ngay trong thời khắc đó là cuộc đời mình đã đổi rồi. Dạ. Vậy là mình phải tạo công đức, phước đức và kết hợp với khái niệm nguồn chuẩn thì mình sẽ Cái đổi này được. nguồn có lợi. Dạ. Mình đổi được hình, và khi đó là mình đổi hình là có nghĩa là đổi đời rồi đó thầy, đúng không Đúng, thầy? đổi được hình, đổi đời. Tại vì sao? Đổi được hình có nghĩa là thay đổi được cái hình ảnh trong tâm trí của mình. Dạ. Theo công thức cội nguồn nè. Các anh chị nhớ lại công thức cội nguồn nè. Dạ Đổi dạ. được hình ảnh trong đầu của mình. Nghe thế nó biết khác đi. Đổi được hình ảnh. Thì nghe thứ khác. Có thể là nó sẽ diễn ra nhanh lắm. Có những lúc là hình ảnh vừa có nó ra liền kết quả. Nên là Dạ. hình ảnh vừa thay đổi xong thì kết quả cuộc sống thay đổi liền. Nên Dạ. là đây là một tri thức tuyệt quý. Công thức cội nguồn cuộc sống là một tri thức tuyệt quý. Cùng với lại á, cấu trúc của con người và tam giác hiện thực. Đó là ba hệ quy chiếu cho chúng ta hiểu được nhân của con người của mình. Cội nguồn cuộc sống của mình nó luận từ đâu, tạo nên từ đâu. Nếu như các anh chị thấu hiểu nó thì nó sẽ giúp cho chúng ta thay đổi cuộc đời trong một tích tắc. Nếu Dạ. thật sự thấu hiểu được thì việc mà mở ra cánh cửa để làm chủ cuộc đời của mình đó, nó trở nên đơn giản hơn lắm. Dạ vâng. Nên là biết ơn bối cảnh của chị Thuận. Dạ. Và một lát nữa khi sau khi chúng ta nghe nhạc hết xong thì mình giải lao á, giải lao nghe nhạc xong thì bước vô học phần thì chúng ta sẽ chia sẻ giao lưu với nhau về một cái học phần, đó là làm cách nào để tích tạo được phước đức của mình. Tạo được phước đức, mình biết là giúp cho người khác vui vẻ thì có phước, tích được À. có điện từ dương có phước lên. Nhưng mà vậy Dạ. thì cụ thể là mình sẽ làm gì, Dạ, vâng ạ. chuyển nó thành hành động để mình làm thì nó sẽ nhanh ra nhân quả, nhân quả nó nhanh ra đổi thành quả. Dạ. Dạ, Thì em đọc biết bên ơn mình thầy. sẽ chia sẻ. Dạ, biết ơn chị. Dạ, em tắt mic ạ. Dạ. Dạ nghe chị Thuận, nghe Dạ. lại nguyên lý vận hành tiềm thức hen, tích tạo Dạ. công đức phước đức. Em phải nghe lại từ đầu luôn thầy ạ. À Em cảm đúng, nghe lại hết. Dạ, trân trọng cảm ơn thầy và cả nhà ạ. Dạ, biết ơn chị. 19:46. Anh Tuấn có chia sẻ vài lời không anh? Nay em thấy anh giơ tay nè. Em mời anh chia sẻ ra vài phút nghe anh. Giờ mình sẽ giải lao một tí ạ. Dạ, rất biết ơn thầy để cho cơ hội chia sẻ. Trân trọng biết ơn thầy thời Em nghe qua. hơi nhỏ. Các anh chị nghe có rõ không ạ? Dạ, thầy nghe rõ chưa? Alo. Cũng còn hơi nhỏ đúng không ạ? Alo. Nhưng Dạ. nghe cũng được, nghe cũng được. Mấy ngày hôm trước á anh Tuấn, Dạ. mấy ngày hôm trước thì ở dưới lớp học mentor á, thầy làm lớp học là ở dưới ngay lớp mentor luôn, ngay hội trường. Các anh chị nhớ có những lúc mà thầy quay camera lại đó, các anh chị có nhớ không? Thấy hết tất cả các anh chị nào đang học master đang ngồi ở dưới. Thì Nhật Anh cũng ngồi ở dưới. Ngày hôm trước thì thấy anh Tuấn còn râu. Sau đó tới qua ngày hôm sau, sau khi thầy nói là cạo đi thì nhìn thấy anh đã cạo râu. Nên là trong giây phút đó ngưỡng mộ lắm. Ngưỡng mộ và lúc đó muốn giao lưu với anh lắm. Nhưng hôm nay mới có cơ hội giao lưu với anh. Thì trân trọng biết thầy, biết tổ chức, biết thầy Toàn tạo ra cái chị cơ hội để học tập và đặc biệt khác biệt khác biệt thì Nghe hơi tệ. trong cái nguyên nhân đó. Dạ, thầy nghe rõ chưa? Alo. Nghe được rồi đó anh. Dạ, nghe rõ không thầy ạ? Nghe rõ hả? Dạ, thì hôm nay thì thứ nhất là muốn gặp thầy á, như vừa qua thầy Toàn có nói mấy cái là vấn đề mình phải ghi nhận bản thân, còn cái chuyện mà gạo râu thì nó thật ra là mình cũng khao khát thay đổi thôi. Dũng cảm thay đổi. Anh là nhân tài thứ thiệt. Dũng Dạ, cảm thay đổi. thầy và cả lớp nghe 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 rõ rồi chứ ạ? Alo. Anh cứ chia sẻ đi, nghe được đó anh. Dạ, sợ nhiều khi cái gì
Rồi thì cũng có nhiều cái quan điểm, hồi đó giờ mình nói mình đi học nhiều nhưng mà thật ra mới so với trong lớp thì có nhiều anh chị đi học còn nhiều lớp nhiều mà, cho nên là mình làm những cái thứ là xưa giờ là mình có nhiều cái là mình thấy là bứt phá. Ví dụ như mình cũng đã từng đi học những cái là mình như là có sắt khi 10 gân mà đâm vô cổ là cong cái sắt, hoặc là đi qua mảnh chai mảnh sành, đi qua lửa đỏ rồi ngã từ trên vàng từ 5-3 mét xuống, vân vân, là cũng cũng đủ trò hết. Cho nên mà nhiều khi mình lại dính mắc có những cái mà giống như thầy nói là dính chấp, cho nên là mình cũng ấy muốn muốn bứt phá này. Thì hôm nay thì muốn gặp thầy, thầy và để mà xin thầy nói rõ hơn là như mấy ngày qua thì thầy Toàn cũng hay nói là cái hai buổi học vừa rồi đó có nói vấn đề mà ghi nhận và biết ơn và quảng bá. Nếu mình không ghi nhận bản thân mình và mọi người thì coi như cái vấn đề ghi nhận nó rất là quan trọng, nếu mà không thì nó sẽ không mở cánh cửa ra. Cái đó là giống như là cái chìa khóa để mà mình mở vào, để mà ghi nhận là mình sẽ có một cái mở mang ý thức và mở mang cái con đường của mình đi với thầy. Nếu có thể được thầy cho làm rõ thêm cái khái niệm ghi nhận và cái phương thức để mà mình làm cái việc đó. Và cái thứ hai, hôm trước là quyết định có dịp gặp thầy để hỏi vấn đề mà sĩ thân này, sĩ thân ở đâu thì đau khổ đó, thì thầy có nói là cái sĩ thân làm biến không, có ai hỏi ở đây là sĩ thân làm biến không, thì cũng nói là không được giao lưu với thầy. Nhưng hiện nay là hỏi cái vấn đề thứ hai đó thì mình xem là nó cái mổ xẻ nó như thế nào. Tại vì Tuấn trước đây thì cũng đi làm xây dựng mà đặt trình rồi về giao lại cho các công ty, cho nên là mình cũng hay không có lao động trực tiếp. Nên bây giờ mình thấy là vấn đề đó là cũng có thể nói mình làm sao để mình bỏ gỡ bỏ được cái sĩ thân đó, để mình cũng biết lăn level càng ra cũng lao động chân tay, nhưng mà nó không có được như ý, như là nó có cái gì đó nó miễn cưỡng và nó năng lượng tần số rung động năng lượng nó không cao quá thầy. Đó thì thứ nhất là xin thầy làm rõ, vừa qua là thầy Toàn có nói vấn đề ghi nhận biết ơn và quảng bá thầy. Ghi nhận á anh, ghi nhận với biết ơn nếu mà thuận lợi thì sẽ nằm trong học phần chuẩn bị mình chia sẻ tới đây, trong cách những cách làm sao để tích lũy được phước đức của mình. Thì để xem bối cảnh thế nào, nếu thuận lợi em sẽ giao lưu với cả nhà thêm về cái phần đó nha anh. Ghi nhận biết ơn. Còn cái có nghĩa là lát nữa đó, sau khi anh chia sẻ xong thì chắc là xin phép mình giải lao. Mình giải lao một tí, sau đó mình vào học phần chính ngày hôm nay. Bảy bố thí quan trọng trong đời người. Thì mình sẽ có những cái cách làm sao để tích lũy được phước đức của mình. Thì trong đó đó có những cái ghi nhận á, ghi nhận chính mình hay là ghi nhận người khác, nó thuộc cái gọi là chứa đựng người khác, ghi lại chứa đựng người khác. Thì nếu làm được điều đó nó thuộc một loại bố thí á. Làm được cái đó thì cuộc sống con người mình thay đổi trọn vẹn, thay đổi liền. Mấy khóa trước thì thầy không thấy nhấn mạnh, nhưng mà khóa này là có buổi kia và buổi hôm qua thầy cũng vẫn nhắc lại. Thì cho nên là cái đó là một cái từ khóa, nên là kỳ quật quan trọng. Và thầy có nói nếu mà mình không ghi nhận thì coi như là mình tự đóng cửa lại, đóng cánh cửa của mình. Tí nữa mình chia sẻ tới nếu mà có bối cảnh hay ngành. Rất là cảm ơn thầy. Cái thứ hai nữa là vấn đề còn sĩ thân hả? Sĩ thân thì thôi, không khác đi, không khác, mình giao lưu với nhau sĩ thân làm biến. Sĩ thân đơn giản là hình ảnh á, nhắc tới mình á, các anh chị gắn cái gì vô mình, gắn ghép một cái gì đó vô mình, gắn ghép chức vụ nè, địa vị danh phận hay một cái gì đó vô mình, lầm tưởng mình là người đó và mình hằng sống với nó. Nhưng mà hôm đó là thầy có nói là sĩ thân làm biến, thầy có thể nói có nghĩa là nhắc tới mình á, nhắc tới mình thì mình thấy mình làm biến. Các anh chị nhắc tới mình thấy mình sao thì mình đang dính cái sĩ thân đó. Nhắc tới mình thấy mình làm biến nè, hay là thấy mình giỏi nè, hay thấy mình tốt, anh có thấy anh là nhân tài không? Chưa. Nhân tài dũng cảm thay đổi như vậy mà, đúng không cả nhà? Anh Tuấn là nhân tài, vừa dung ngày hôm trước mới vừa nói xong, nói những câu cuối giờ thôi, qua ngày hôm sau thấy thay đổi hết cái sắc luôn, trẻ ra hình như 20 tuổi hả. Có một người mà Dũng thay đổi như vậy không là nhân tài chứ là ai? Nhưng mà mình hãy giữ xuyên suốt này, cũng như thì là... thôi kệ xuyên suốt ngày không sao, nhưng mà nhắc tới mình thấy mình là cái gì, thấy mình là cái người nào, thì nếu như mà nó đi theo chiều hướng tiêu cực thì nó là sĩ thân,
Còn nếu mà nhắc tới mình, nó định hướng tương lai của mình thì nó là định thân. Còn chỉ thân á, chỉ thân là biến, có nghĩa đơn giản lắm. Nhắc tới mình thấy mình lười, nhắc tới mình thấy mình không làm gì hết. Bữa nói là lười biến chứ không phải làm biến. Thì cái vấn đề là ngoài chỉ thân thì nó có những cái dính chấp như thầy Toàn nói hôm qua, thầy có thể giải thích thêm. Ví dụ dính chấp là mình có những cái thay đổi mà mình cũng cứ tái đi tái lại, giống như vấn đề bỏ thuốc hay là uống cà phê, hút thuốc, mình cũng bỏ, coi như bữa hôm cạo râu là coi như bỏ thuốc, hôm nay thì cũng được mấy bữa. Thì nếu mình giữ xuyên suốt được, có nghĩa rằng cái đó không khó, tại vì mình cũng biết rằng cái cảm xúc đó, nó chỉ xuất hiện chỉ chừng 6 giây cho đến chừng mười mấy phút là nó sẽ biến mất. Nếu mà mình quên nó đi thì nó sẽ không có. Mình không có đi xử lý chỉ thân đâu. Đi xử lý chỉ thân là đi xử lý bóng tối, đi ngược cái nguyên lý ánh sáng. Mình tháo hết cái này lại tháo cái khác. Thì nó không phải hướng đi. Mình chỉ cần hiểu á, chỉ thân là mình gắn chức vụ, danh phận, địa vị hoặc một cái gì đó vô mình. Cái mà làm cho con người của mình không có nhận dạng được chỉ thân á là cái gì đó đó. Gắn cái gì đó vô mình, lầm tưởng mình là cái người đó, sau đó hằng sống với nó. Vậy thì bây giờ anh muốn tháo được cái nó ra thì chỉ cần nhận dạng được là mình đang có, mình nhắc tới mình đang thấy mình làm biến đi, lời biến, thì mình chỉ cần á, mình gọi là mình đón nhận được á, mình chấp nhận được là mình đang là người đó, thì nó thủy thần nó buông liền. Tại vì chỉ đúng là buông ra liền. Còn nói là mình chỉ là không có dùng những cái từ bóng tối. Ví dụ như bây giờ là có những cái như thế này hay nói là khống chế nội tâm. Bây giờ mình đừng nói là đến về mình đi giải quyết cái gì mà đã bị khống chế nội tâm đó, thì mình làm sao để không có bị khống chế nội tâm? Thì cái đó là đưa ánh sáng vào, đúng không? Làm sao để đừng bị dính cái khống chế nội tâm. Chứ khống chế nội tâm rồi mà để mà giải quyết nó thì là bóng tối. Nhưng mà mình làm sao để đừng có bị khống chế nội tâm đó, thì là đưa ánh sáng, đúng không? Giống như thầy nói là một đứa con của thầy á, có một người tới được cho viên kẹo mà nói là phải nghe lời thầy, cha mẹ nha con, nghĩa là thầy đúng là người ta ý ra tốt, nhưng mà cái đó là một cái khống chế nội tâm, nó chỉ dù một cái nhỏ đó thôi. Nhưng mà nó liên quan sao ta, liên quan gì tới sĩ thân ở đây? Cái vấn đề mà thầy nói là cái ánh sáng á, nếu mà mình đưa ánh sáng vô không phải là bóng tối nữa, thì theo như thầy là những cái đó là những cái quan trọng, những cái khống chế nội tâm nó làm ảnh hưởng, nó chi phối con người lắm, thì nó có thể dẫn đến là những cái nhiều thứ khác liên quan chỉ thân, định thân, đúng không? Thì thầy có thể nói được là những người làm sao để đừng bị khống chế nội tâm. An vui nội tâm, an vui nội tâm, tâm thái an vui, nhận lại tánh không là hết khống chế. Tại vì đâu có bám vô cái gì đâu, nên đâu còn bị khống chế. Mình bị khống chế là do người khác hoặc là do chính mình á. Mình chấp, mình bị dính vô tánh người của mình. Dính vô tài nè, dính vô sắc, dính vô danh. Nhất là dính vô danh, dính vô thực, dính vô thùy. Nên bị khống chế thôi. Có những cái là giống như là thói quen á, rồi như nó thành cái quán tính luôn. Vậy thì thói quen đó, anh an vui là nó tan. Trong giây phút mình nhận lại sự chân thật, khởi tạo được tánh không, an vui trong nội tâm thì nó tan hết. Cái nhịp điệu thôi miên xấu á, có nghĩa là nó lặp đi lặp lại sau nhiều chục năm chứ không phải là một năm nữa. Cho nên mình muốn phá nó là phải có một cái công đức, chìa khóa gì đó. Chìa khóa nó là công đức. Chìa khóa nó là công đức. Nó giống như anh đặt ý đến nó nên cho thói quen của lâu năm rồi, nó diễn biến theo hướng đó, anh bị khống chế theo hướng đó. Thì giống như vừa đặt ý tới là nó đã theo nguyên lý vận hành tiềm thức nó tuôn ra. Vừa đặt ý tới là trạng thái rung động của mình nó âm, bị khống chế mà mới âm. Thì bây giờ làm sao? Thì đưa qua cân bằng, chuyển đưa về tánh không, nhận lại sự chân thật của mình, khởi tạo tánh không lên là nó không có cái gì khống chế nữa hết trong cái giây phút đó. Thì nếu anh hỏi chìa khóa đó, thì chìa khóa nó là công đức đó. Quay lại tánh không. Cảm ơn thầy ạ. Dạ. Có thời gian giao lưu sau hẹn anh. Nhưng mà đó là chìa khóa. Khống chế là do tánh người của mình. Mình cái tánh người nó khởi lên nên là mình bị dính vô. Thì bây giờ không dính nữa.
tháo xuống, buông xuống là nó hết. Dạ. Như thầy nói, nếu tháo gỡ có những cái là giống như thầy cũng nói là trí tuệ là phát triển trong tĩnh lặng, thì đúng là như có một số bạn hỏi là có thể là mình rất là tĩnh lặng, đó là theo nghĩa đen nghĩa bóng là như thế nào này. Ừ, thôi cái đó thì thôi để sau. Dạ để sau hẹn anh. Dạ cảm ơn. Dạ biết ơn anh. Chào thầy và cả nhà. Dạ chào anh ạ. Dạ mình nghe một bài nhạc nha các anh chị, nghe một bài nhạc rồi chúng ta sẽ vô học phần ngày hôm nay. Xin hạ tay của Trấn Nguyên với chị Hiền Lê nha, nha chị với Trấn Nguyên, ngày mai giao lưu tiếp. Dạ biết ơn các anh chị ạ. À, mình vào học phần ngày hôm nay nha các anh chị. Học phần ngày hôm nay Nhật Anh cảm thấy rất là biết ơn, thì thật sự rất biết ơn khi được chia sẻ học phần này, chia sẻ chủ đề đó là những cách làm sao để chúng ta có thể tích tạo được phước đức trong cuộc sống của mình, để cho cuộc sống của mình đó, và những người xung thân xung quanh của mình thuận lợi lên, tốt lên. Có phải là các anh chị đã mình được học về phước đức rồi đúng không ạ? Phước đức, công đức và ác đức. Các anh chị đã mình đã được học về công đức, phước đức và ác đức. Có phải không ạ? Dạ. Mình cảm nhận như thế nào về cái tầm quan trọng của phước đức và công đức trong cuộc sống của mình? Các anh chị có thể ngẫm lại và ghi lên, chia sẻ lên cái khung chat giúp Nhật Anh ạ. Có nghĩa là phước đức với công đức đó, theo cá nhân mình cảm nhận thì nó quý tới mức nào, nó giúp gì cho cuộc sống của mình. Phước đức và công đức giúp gì cho cuộc đời của mình đấy? Cuộc sống của một con người á các anh chị, cuộc sống của chúng ta muốn hanh thông được hay không, có tốt đẹp không, có hạnh phúc gia đình không, tài chính có thuận lợi được không, sức khỏe của mình khỏe mạnh hay là mình có một số cái vấn đề, rồi có những chuyện là hanh thông may mắn mình vượt qua được hết, có chuyện gì xảy ra thì mình cũng vượt qua. Và những người mà có phước thì người đó có đẹp, sắc đẹp, họ đẹp lắm. Các anh chị có thường là mình nhìn thấy một ai đó đẹp thì mình thường nói là họ người này là có phước đúng không ạ? Người này đẹp quá, người này có phước quá, có phúc tướng, phúc khí quá. Hoặc những người giàu có họ cũng có phúc. Hay là ai đó mà có hôn nhân gia đình mình hạnh phúc, thì mình cũng rất là ngưỡng mộ những người có hôn nhân gia đình hạnh phúc. Thì mình nói là họ sao mà có phúc quá. Thì phúc có nghĩa là phước ạ. Nhật Anh xin lỗi là dùng chữ, mình thống nhất lại là phước đi, phước đức. Mà trong dân gian thì hay gọi là phúc, phúc báo nè, phúc đức nè, hay là phước đức, thì nó cũng giống nhau đó. Mình hay gọi là phước đức. Thì phước đức giúp cho cuộc sống của chúng ta hanh thông, cuộc đời của con người tốt đẹp, hạnh phúc hay không, gia đình hòa hợp nè, tài chính được tốt, tiền tài được tốt đẹp, hanh thông đủ đầy, sức khỏe thì mạnh khỏe, vui vẻ, nội tâm thì nhẹ nhàng, đầu óc của người có phước thì sáng suốt. Đầu á, cái đầu óc tư duy suy nghĩ của người có phước thì trí tuệ của họ khai mở lắm, trí tuệ họ sáng lắm. Cũng có liên quan đến công đức, nhưng mà nó chỗ này là phước đức. Thì phước đức nó trợ cho cuộc sống của chúng ta
cuộc sống muốn hanh thông thì cần phải có phước. Thì phước đức đó là một cái khối, Nhật Anh xin nhắc lại, đó là một cái khối điện từ dương. Phước đức hay còn gọi là một khối điện từ dương nè, được tích tạo thông qua việc gì ạ? Phước đức là một khối điện từ dương, được tích tạo có phải là thông qua việc làm cho người khác vui vẻ không? Làm cho người khác vui vẻ thì mình sẽ tích tụ được phước đức, tích tạo được phước đức. Phước đức hay còn gọi là một khối điện từ dương, được tích tạo thông qua việc làm cho người khác vui vẻ mà mình sẽ tích được phước đức. Đó, các anh chị nhớ lại cái định nghĩa đó. Đó, phước đức là một, hay là còn gọi là một khối điện từ dương, được tích tạo thông qua việc làm cho người khác vui vẻ. Vậy thì có một cái nghi vấn đặt ra ở đây, đó là chúng ta làm gì để người khác vui vẻ đây? Chúng ta làm gì để cho người khác vui vẻ đây? Tại vì á, phước đức là khối điện từ dương, được tích tạo thông qua việc làm cho người khác, giúp cho người khác vui vẻ. Vậy thì có một nghi vấn đặt ra, đó là bây giờ mình muốn có phúc, mình muốn có phước đức, vậy thì mình phải làm cho người khác vui vẻ. Vậy thì mới hỏi là vậy mình làm cái gì đây? Làm cái gì để giúp cho người khác vui vẻ? Cố gắng làm hài lòng người khác, có làm cho người khác vui vẻ không? Không vui vẻ. Thì có khi là mình hiểu, mình nói cái câu là giúp cho người khác vui vẻ, nhưng mình lại không biết cụ thể là làm gì, thì nó sẽ cản bước đường đi của mình. Nó sẽ, mình cũng mơ hồ á các anh chị, mình mơ hồ, mình cũng không biết là mình làm gì, không biết làm gì để cho người khác vui. Thì ngày xưa khi mà Nhật Anh, khi mà được biết tới cái quan niệm này, biết tới cái tri thức này, đó là những cách làm sao để mình tích tạo được phước đức của mình, thì Nhật Anh rất là quý, rất là trân quý cái tri thức này. Bởi vì mình thường được nghe lắm, đó là giờ thầy nói với mình, hay là những cao nhân trong cuộc sống của mình, họ nói với mình là em muốn có cuộc sống tốt thì em phải có phước, muốn có phước thì tích tạo thông qua việc làm cho người khác vui vẻ. Nhưng mình không có biết được là làm cho người khác vui vẻ là làm cách nào, nên là rất là nhiều năm tháng Nhật Anh lây hoay không biết được cách làm sao để thật sự là tích được phước đức, để cho cuộc sống mình nó tốt lên. Và mình biết cách thì mình sẽ chia sẻ ra để giúp đỡ, cho trợ lực cho những người xung quanh, thân xung quanh của mình đó, ai cần thì họ cũng, cuộc sống của họ cũng tốt lên. Nhưng mà khi đi nói cho người khác thì mình chỉ có biết nói là phải làm cho người khác vui vẻ thôi. Anh muốn có phước, chị muốn có cuộc sống tốt thì hãy làm cho người khác vui vẻ. Nhưng mà giờ hỏi là làm sao thì không biết đường trả lời. Hỏi làm gì để người khác vui vẻ đây, thì thật sự suy nghĩ lại thấy cũng không rõ là làm sao để cho người khác vui. Nên là Nhật Anh cảm thấy rất may mắn khi được chia sẻ cái tri thức này ngày hôm nay. Tại vì không phải là ai cũng được chia sẻ chủ đề này. Không phải là được cho một cái cơ hội được nói về chủ đề này, đó là một cái phước báo rất lớn đối với Nhật Anh. Thì rất là trân trọng và biết ơn thầy, biết ơn các anh chị đã cho Nhật Anh cơ hội này chia sẻ cách làm sao để tích tạo được phước đức. Và nói đến đây thì Nhật Anh rất là hào hứng. Tại vì cái ngày mà ngộ ra được đó là thì ra là mình làm như cách này nè, mình làm như thế này thì sẽ giúp cho người khác vui vẻ. Từ đó tích lũy, tích tạo được phước đức thì cuộc sống của mình tốt lên. Thì rất là mừng khi mà nắm được một trong những cái chìa khóa mở ra cánh cửa để cho cuộc sống của mình thịnh vượng lên. Và thông qua đó thì chính mình làm được, mình có hiện thực đó thì mình mới trợ cho người khác, để cho cuộc sống của những người thân xung quanh của mình nó thịnh vượng lên, nó thịnh vượng, nó tốt đẹp lên. Thì sướng lắm, tri thức này nó sướng lắm. Ở một số lớp học trước thì thầy cũng có nói qua cho các anh chị. Nhưng ngày hôm nay thì khóa này, khóa K18 thì có nhân duyên là sẽ có 2 ngày, ngày hôm nay với ngày mai. Những anh sẽ chia sẻ với các anh chị về những cách làm sao để tích tạo được phước đức trong cuộc sống của mình. Thì có một cái câu chuyện, mà Nhật Anh muốn kể với các anh chị, kể cho các anh chị nghe. Đó là ngày xưa thì có một cái người thanh niên đó nghèo khổ quá, cuộc sống nghèo khổ khó khăn.
Thì chàng thanh niên đó mong muốn một điều là làm sao để mình tốt lên đây, làm sao để cho mình đỡ đỡ nghèo khổ đi, giàu có lên và tốt đẹp lên. Thì mới đi tìm thầy. Ổng mới gặp được một cái vị thiền sư. Người thanh niên đó mới gặp được ông thiền sư. Một vị thiền sư mới hỏi thiền sư là: "Thiền sư ơi, bây giờ con muốn có cuộc sống tốt thì con phải làm sao đây?" Thì ông thiền sư ông mới nói là: "Anh muốn có cuộc sống tốt á, anh phải có phước đức. Vậy thì giờ làm sao để con có phước đức, thưa thiền sư?" Thiền sư mới nói là: "Thì ông phải bố thí." Nhưng mà nghe tới bố thí thì chàng thanh niên đó mới nói là: "Nhưng mà con đâu có tiền đâu mà bố thí. Con đâu có tiền đâu mà bố thí. Mà không bố thí thì con đâu có phước. Nhưng mà không có phước thì cuộc sống con đâu có tốt. Mà không cuộc sống không tốt thì giờ làm sao để tốt tốt lên đây? Thì phải có phước. Mà muốn có phước thì phải bố thí. Mà bố thí thì con đâu có tiền đâu mà bố thí." Thì lẫn quẩn, nói là muốn cuộc sống tốt thì phải có phước, mà muốn có phước thì phải bố thí. Rồi thiền sư nói là phải bố thí ra. Thì vừa nghe tính hai chữ bố thí đó, chàng thanh niên đó đã nghĩ tới là phải có tiền mới bố thí được, tiền mới có thể cho đi. Thì rất là nhiều người phát hiện ra, mà Nhật Anh ngày xưa khi mà nghe tới hai chữ bố thí, mình cũng lầm tưởng, mình cũng nghĩ là nhắc nghĩ tới bố thí là nghĩ tính tiền liền. Đó là phải có tiền thì mới bố thí ra, thì mới có phước, mà có phước thì cuộc sống mới tốt. Nên là nhiều năm tháng cũng bế tắc mà không có cách nào lại làm sao cho cuộc sống tốt hết. Thì từ khi nghe câu chuyện này, nghe câu chuyện vị thiền sư nói với người thanh niên đó, thì ngộ ra vị thiền sư mới nói là không nhất thiết là phải có tiền mới bố thí được. Thì ta sẽ nói với ông, ta sẽ nói cho anh nghe, đó là có 7 cách, gọi là 7 cái bố thí. Nếu anh làm được thì cuộc sống, chúc mừng anh, thì cuộc sống của anh nó sẽ tốt. Thì vị thiền sư đó đã chia sẻ cho chàng thanh niên đó 7 cái điều gọi là 7 bố thí quan trọng trong cuộc đời của một con người. Thì các anh chị có thể ghi lại 7 bố thí quan trọng trong đời người. 7 bố thí. Bảy bố thí quan trọng đời người. Bảy bố thí quan trọng đời người. Theo lời của vị thiền sư đó là một cao nhân đã chỉ điểm cho chúng ta, chỉ dẫn cho chúng ta, đó là có 7 cách bố thí, có nghĩa là cho đi. Bố thí có nghĩa là cho đi. Thông thường thì do là đồng nhất khái niệm á, chúng ta thường được nghe trong cuộc sống, khi các anh chị nghe tên chữ bố thí thì các anh chị sẽ nghĩ đến cái gì ạ? Các anh chị sẽ cảm nhận gì khi nghe tên hai chữ là bố thí? Tiền đúng không ạ? Chấn nguyên đó là tiền nè, kim chúc đó. Từ thiện, bố thí là từ thiện, là cho tiền đó. Đúng rồi, giống như cho an sinh, có một cái chị nói nè, chị tiền nói nè, cho tiền cho đồ ăn. Thì do chúng ta đã đồng hóa khái niệm đó các anh chị, chúng ta đã bị đồng hóa khái niệm rồi. Nhắc tới bố thí thì mình thường nghĩ tới nó là cho tiền nè, cho ban phát ra, nên cho đồ ăn hay là làm gì đó cho đi đó, cho vật chất nè. Thông thường thôi nghe, thông thường thì trong xã hội mình nghe tới hai chữ bố thí thì mình sẽ nghĩ đến những điều đó. Và cũng như là chàng thanh niên đó, thì vừa nghe tới hai chữ bố thí thì ông nghĩ ngay tính tiền, đâu có tiền đâu mà bố thí, cuộc sống không có tốt thì làm gì có đồng bạc nào, không có tiền mà không thể bố thí được, mà không bố thí thì làm sao có phước, không có phước thì cuộc sống không tốt.
thì do là chúng ta đã đồng hóa khái niệm chữ bố thí. Xin phép là chữ bố thí này nó ý nghĩa của nó nghĩa là cho đi. Bố thí ý nghĩa của nó nghĩa là cho đi. Nhưng anh xin phép là sẽ không ghi là bảy cái cho đi, nhưng mà sẽ giữ nguyên đó là bảy bố thí để mình tôn trọng cái trí tuệ của cao nhân đã chỉ cho mình. Nhưng mà các anh chị thầm hiểu bố thí có nghĩa là cho đi, có nghĩa là có bảy cách cho đi, bảy cách cho ra, bảy cách cho đi để làm sao chúng ta có thể tích tạo được phước đức trong cuộc đời của mình. Nếu ai hiểu được bảy bố thí này và chỉ cần làm được một trong bảy bố thí này, một trong bảy bố thí chỉ cần làm được một cái thì cuộc đời của chúng ta thay đổi toàn diện. Chỉ cần làm một cái. Mà nếu ai làm được hai cái thì sao? Ba cái thì sao? Bốn cái, nếu làm được hết bảy cái thì thôi không còn gì để nói nữa. Cái người đó phước báo rất là khủng khiếp. Vừa mở mắt ra, vừa bước ra ngoài đã tích tạo được phước đức. Sau đó càng thể hiện càng làm trong cuộc sống của mình, càng tiếp tục sinh hoạt trong cuộc sống của mình thì lại tích tụ tiếp phước đức. Qua thời gian lượng phước đức nó tích tạo nhiều lên, nhiều lên, thì điện từ dương trong con người của mình đó, trạng thái rung động điện từ nội tâm của mình nó dương. Từ đó cuộc sống của mình nó ra những cái quả như ý. Chỉ cần làm tốt một bố thí thôi thì chúng ta rất may mắn khi biết được bảy bố thí này, có bảy cách cho, có bảy cách làm trong cuộc đời của một con người. Mà khi làm được thì phước đức nó sẽ tích tạo lại. Cái đầu tiên, các anh chị nào đã từng học có nhớ được cái đầu tiên mà thầy đã từng chia sẻ với chúng ta không, là cái gì không ạ? Bố thí bảy cái thì cái đầu tiên là cái gì? Các anh chị nào mà ai mà biết rồi thì có thể từ từ ha. Nhưng mà dù là có biết hay chưa thì đây cũng là tri thức rất là tuyệt quý. Bảy cách làm sao để tích tạo được phước đức thì cái đầu tiên nó gọi là nhan thí. Nhan thí, nhanh đó. Nhan thí, nhan thí là bố thí đầu tiên trong bảy bố thí. Nhan thí, nhan thí là sao ạ? Nhan thí là sao ta? Nhan, nhan là sao? Nhan thí, nhan thí là sao? Dung nhan hả? Diện mạo nè. Nhan thí là sao? Là bố thí cây nhang hả? Lại có người ghi là nhang là cây nhang. Nhang thí, nhang thí có nghĩa là bố thí nụ cười. Bố thí nụ cười, các anh chị có thể ghi lại ý nghĩa đó xuống giúp Nhật Anh. Nhang thí là bố thí nụ cười. Bố thí nụ cười. Một người, các anh chị đây có cảm nhận, một người dù cho có đẹp đến cỡ nào nhưng mà trên môi của họ không có nụ cười, trên gương mặt không có nụ cười, thì các anh chị có muốn tiếp xúc không? Có nhiều người đẹp không nhưng mà không có cười, thì vừa gặp thôi nhưng không cười, không có nở nụ cười ra, thì các anh chị cảm thấy sao? Các anh chị cảm thấy sao? Vừa những người mà đẹp đó, có nhiều người đẹp lắm nhưng mà không có thấy cười bao giờ hết. Cảm thấy khó gần không? Cảm thấy không có muốn lại gần, không muốn kết giao. Dù là đó là một người rất đẹp, nhan thì nhan là nhan sắc mà, đẹp. Nhưng mà nhan sắc nó không phải là cái quyết định của cái bố thí này, mà nó là nụ cười. Nụ cười chính là chìa khóa của nhan thí. Đó là ý nghĩa và cũng là trọng điểm của nhan thí. Người phụ nữ hay là bất cứ một người nào không quan tâm tới là đẹp hay xấu hay là sao hết, nhưng chỉ cần cười lên thì người phụ nữ đó được định nghĩa là người phụ nữ đẹp.
Hai đây là các anh nam, những người đàn ông đang có anh trong Zoom ngày hôm nay. Các anh sẽ cảm thấy thế nào nếu như mà đi về nhà đó mệt mỏi, đang đi đi làm cả ngày ở ngoài nó làm được nhiều việc lắm, làm nhiều việc, nhưng mà khi bước về nhà gặp một người vợ, gặp vợ của mình, thấy vợ của mình mặt mày bí xị thì các anh sẽ cảm nhận sao? Đi làm về, dù đi làm mới mở cửa vô thôi thì thấy mặt mày bí xị, không cười một cái. Cảm nhận đi thử, mình thường mình cảm nhận vậy đi, cảm nhận thử coi trong cuộc sống của mình sẽ cũng có những lúc vậy không. Có những lúc mình mệt, mình đi đâu đó về đón tiếp là không có thấy cười gì hết, thì mình cảm nhận sao? Có anh Đức Anh nói là bị tụt nè, tụt mút nè, tụt mút nè, cảm thấy khó gần á, cảm thấy không thoải mái à. Nhưng mà nếu mà vừa đi đâu đó về mệt mỏi, vừa mới mở cửa vô, vợ mình cười với mình cái, người phụ nữ của mình cười với mình cái, thì các anh sẽ cảm thấy sao? Các anh cảm nhận sao? Cảm thấy vui không? Cảm thấy nhẹ nhẹ nhõm liền không? Ấm áp. Ừ, cảm thấy hết mệt. Hết mệt, thấy khỏe liền à. Rồi ngược lại, người phụ nữ, các chị em phụ nữ thấy chồng của mình mà cười với mình thì các anh chị, các chị cảm nhận sao ạ? Cảm thấy sướng không? Chồng cười với mình thì thấy người đàn ông, hay là những người đàn ông của mình cười với mình cái thì mình thấy sao? Kêu gì cũng làm. Cảm thấy sung sướng, cảm thấy nhẹ lắm, cảm thấy thoải mái lắm. Thì cái đó nó gọi là nhan thí đó. Thì bố thí nụ cười, nhan thí chính là bố thí nụ cười. Chỉ cần có nụ cười trên môi, không còn làm gì hết, vừa xuất hiện thôi mà chúng ta cười lên, vừa xuất hiện chúng ta cười một cái thì như đó thôi đã là tích được phước đức rồi đó. Tại vì đơn giản, khi cười có làm cho người khác vui vẻ không? Có. Mình làm cho người khác vui vẻ nên là tích được phước đức. Ừ. Đang ai mà làm kinh doanh, có trong kinh doanh đó có một cái câu đó là nếu như mà nếu như chưa học cách cười, không biết cười thì đừng mở hiệu buôn. Các anh chị đã từng được nghe câu này không ạ? Nếu như không biết cách cười thì đừng mở hiệu buôn. Có nghĩa là làm kinh doanh đó, đã làm ăn kinh doanh thì nụ cười trên môi nó quan trọng. Nụ cười trên khuôn mặt của mình nó quyết định xem coi là kinh doanh đó có thành tựu được hay không. Chưa nói năng gì tới cái sản phẩm dịch vụ nha. Những người mà là bộ mặt của kinh doanh đó, ví dụ như là người bảo vệ. Bảo vệ nè, người bảo vệ là vị trí đó là vị trí quan trọng, một trong những vị trí quan trọng nhất trong bất cứ công ty nào. Các anh chị đây có cảm nhận khi mình tới một cái quán ăn, hay là tới một cái công ty nào đó, tới một cái chỗ shop nào đó, mà cái người đầu tiên mình gặp là người bảo vệ đúng không ạ? Cái người giữ xe đó, cái người mà mình ở ngoài cùng là giữ xe, mà cái người đó mà khó chịu bực bội với mình thì các anh chị thấy sao? Mặt mày thì bí xị. Không nói không nặng gì hết. Mặt mày bí xị, hỏi gì cũng trả lời cọc lóc mà không cười. Thì các anh chị cảm nhận sao? Cảm thấy không có cảm tình với nơi đó đúng không ạ? Sau đó bước vô trong, nhân viên cũng không có cười với mình luôn. Thì không khí ở đó thường là kinh doanh, mà nếu không cười kinh doanh đó không có được sinh khí tốt. Ai đây cảm nhận tới một quán ăn hay tới một cái shop mua quần áo nè, hoặc là đi chỗ nào đó mà kinh doanh, các anh chị lại xài sản phẩm dịch vụ của nơi đó, nhưng mà con người ở đó không có vui vẻ, không có cười nói, không có vui vẻ với mình, thì mình sẽ không tới đó nữa không? Đi về luôn. Dạ. Có những quán ăn tới nhân viên không cười nói gì hết, mình không có vui, mình ăn đó một lần thôi, trừ khi là chỗ đó ngon thì mình có thể ghé lại. Nhưng mà nếu mình phát hiện ra có chỗ khác ngon hơn, thay thế được mà nơi đó vui vẻ hơn, thì mình sẽ tới chỗ kia chứ không tới chỗ mà không có vui vẻ. Bún chửi. Ừ, bún chửi. Nhưng mà tới bún chửi mình nhưng mình vui không các anh chị?
vui một số người cảm thấy vui vui nên là tới đó nhưng mà hay nghe có một số người chửi quá người ta không vui thì khách hàng nó đi chỗ khác khách hàng của cái tiệm bún chửi của những quán bún chửi á đó là nhóm khách hàng đó vui khi mà tới đó ăn thì họ mới là khách hàng. Còn nếu mà nhóm nào cái nhóm phân khúc nào mà không vui thì người ta sẽ rời xa, người ta không thích. Thì đó là nhan thí đó, bố thí nụ cười. Rồi những đứa trẻ đó các anh chị, các con cháu của mình đó, những đứa bé có một bí mật đó, đó là những đứa trẻ đó là bậc thầy của nhan thí, bậc thầy của nhan thí vừa mới sinh ra thôi nó là đỉnh cao của nhan thí luôn. Mình cảm nhận đó, mình nhìn thấy những đứa trẻ mà nó cười cái nó đang ngủ mà nó cười một cái thì mình thấy sao, rủng rúng hết không, đang nhìn con mà con ngủ mà cười, con cười một cái mình rủng rúng không các anh chị, rủng rúng đẹp dễ thương, nó thương mà trời tan chảy hết. Rồi mấy mấy đứa nhỏ mà nó chơi giỡn mà nó cười, đứa trẻ nào mà hay cười nói thì đa phần là hanh thông hơn, hanh thông hơn những đứa mà mặt mày không có vui vẻ. Thì nó gọi là nhan thí đó, bố thí được nụ cười. Còn nhỏ thì cười vui lắm, nhưng mà con người của mình khi từ từ mình trưởng thành lên, mình lớn lên thôi chứ chưa chắc trưởng thành lớn lên nhưng không đồng nghĩa với trưởng thành, lớn lên từ từ mất đi nhan thí nên là cuộc sống mình không thuận lợi, sau đó mất luôn mấy cái bố thí chuẩn bị tới đây có mấy cái nữa. Lúc mà còn nhỏ thì giữ được, có được làm tự nhiên được cái làm tự nhiên được 7 bố thí, nhất là nhan thí là cái đầu tiên, không cần làm gì hết chỉ có mở miệng là cười, tích tạo được phước đức. Nhưng mà lớn lên từ từ cái không còn cười với con người nữa nên là phước đức nó tan đi, phước đức nó không có tích tụ lại, nó không tan nhưng nó không có tích tụ lại như là hồi xưa. Vậy thì cười sao đây, trong nụ cười có một cái nụ cười nó gọi là nụ cười tỷ phú đó, nụ cười tỷ phú có nghĩa là ai mà có nụ cười này thì đa phần những người mà giàu có tỷ phú họ có chung một cái nụ cười. Thì ai mà biết cách cười tỷ phú, có nụ cười đó thì cái người đó giàu lắm. Thì anh thấy nè, thấy nói tỷ phú có nhiều người cười quá nè thấy anh Thành Phương hả anh Đào Đào Thành Phương nè, thấy anh cười lên nè, cười này cười tỷ phú ạ. Đó anh Văn Kỳ nè, Lưu Hoàng đó. Anh Thương là đang nhai mà cũng cười nữa nè có một người cười đẹp lắm đó, là ở đây là có Kim Trúc. Kim Trúc là người có nụ cười này, nụ cười rất đặc biệt. Nhật Anh sẽ Kim Trúc giơ tay lên giúp Nhật Anh ạ. Nhờ Kim Trúc giúp đỡ cho cả lớp mình nhận ra nụ cười tỷ phú nè. Đó. Các anh chị pin lên đi, spotlight lên cũng được nè. Lên sóng. Nụ cười của cô gái này, đây là nụ cười tỷ phú. Các anh chị nhìn thấy rồi, cười đẹp không ạ? Cô gái này cười đẹp không? Ông Ngọc Sự cũng hỏi gì, ông hỏi là ông hỏi gì, mẹ em có gần con rể không hả, tranh thủ quá hả cười, nụ cười này là nụ cười tỷ phú. Đó là như vậy, cái môi trên đó các anh chị không có lú lợi, còn răng á, răng thì giáp với môi dưới, môi dưới giáp với lại cái răng trên này, còn môi trên thì không lú lợi. Đó là nụ cười tỷ phú đó, đơn giản là như vậy thôi. Môi dưới ráp với răng trên, nè các anh chị nhìn Kim Trúc nè, môi dưới ráp với răng trên, đúng không? Cười cười tự nhiên đó, ráp ráp với lại cái răng trên, còn cái trên thì không có lú ra. Nụ cười đơn giản vậy đó, đó là nụ cười tỷ phú. Nhiều người á, nghe người ta đi học cách cười á, ai mà học hoa hậu á, hay là có những hoa hậu người ta chỉ cách cười á, ngậm cái bút vô nè,
ngậm vô xong rồi ngậm người này nè thì cứ cười hoài thôi, nó làm cho cái cơ của mình nó quen. Ừ, từ từ cái tự nhiên nó quen. Chút chút chia sẻ hả, mời em. Dạ, trân trọng biết ơn thầy đã cho em cơ hội chia sẻ ạ. Và biết ơn thầy đã nghiên thấy, tại vì tính chất công việc cái thầy chỗ mà em làm á, nếu mà nhân viên mà trong ca làm hôm đó nếu mà không cười là đi về ngay. Để mặc định khách vô là khách có chửi cỡ nào hay khách có nói cái nào mà bất cứ không hài lòng hay là khách bước vô gặp khách là mở cũng như là mắt mình nhìn thấy khách ở đâu hoặc là khách nhìn mình đâu là phải là cười. Cười chứ là lúc lúc đầu em nghĩ là em cười công nghiệp đó, chỉ cần em gặp người là em có hơi Cười cười công nghiệp. luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà sau khi học lớp thấu hiểu tài chính đó, thì với lớp nội tâm này thì mình biết được là mình cười cũng có thể có công đức phước đức, nên là mình thấy là mình hạnh phúc về điều đó và được chia sẻ đó, thì nụ cười đó, trở nên là chân thật hơn và rèn luyện cười là cảm nhận cái viết là cười Đó, em ngậm lên đi, ngậm lên đi đó, quay cái cây, quay cái đồ kẹp xuống dưới, nó cấn miệng em. Ừ, ngậm vô sát vô luôn. Cái học thì thôi, các anh chị có một số lớp học có chỗ nào đó các anh chị học hay là lên YouTube á, các anh chị gõ ra là cách cười, người ta chỉ cho cười, nhưng mà cười đơn giản là cười như Kim Trúc nè, cười rất đẹp, Dạ biết ơn thầy, biết ơn tiêu cả chí nhà. rất là đơn giản. Đó là ăn cái môi dưới giáp với lại cái răng trên. Ở trên thì không lú lợi. Có bé Hạnh này, bé Hạnh cười đẹp quá, bé Hạnh Trần. Mắc cỡ cô gái 20 tuổi, mắc cỡ. Ơn Kim Trúc nha, nụ cười của em đó là niềm hy vọng cho rất là nhiều người ở đây. Hồi xưa có lúc tự nhiên cười được vậy luôn không? Tắt mic rồi. Dạ không, thầy phải tập với thầy, tại vì tính chất công việc là giao tiếp nhiều và cái em làm bên thế giới di động thì cái ngành của em là dịch vụ là chủ yếu là phải cười, phải vui vẻ cười, và công việc đó công ty còn được huấn luyện là cười bằng miệng và cười bằng ánh mắt nữa, để làm sao cho khách hàng của mình đó cảm thấy là mình thân thiện nhất, gần gũi nhất để thuận lợi cho cái việc mà bán hàng đó. Nên là công ty có tổ chức training và có được cô giáo là dạy cười, và em vì kiểu như cũng thấy là cười là sẽ đẹp nên là cũng có lên mạng đó, Cười là là đẹp lên đó. dạ đúng rồi, là cũng có lên mạng coi những cái video trên mạng chia sẻ về cười, thì em dùng là với đó em dùng là cây đũa hay là cây viết để Đó, người nhẹ cái ta là chỉ có cái nụ cười. cười thôi đó các anh chị, chỉ có một nhan thí thôi mà người ta mở lớp, người ta chia sẻ đó, người ta tới dạy cho nguyên tập đoàn cười á. Nói Ngon với lắm bạn, á, dạ khủng. cũng biết luôn công ty của em là Samsung á, các đào tạo rất là hay, nhân viên bên em là bắt buộc là phải cười được. Nếu không cười được thì đi về. Đúng là vậy, đó là cái tiêu chí, đó là đơn giản trong kinh doanh thôi. Kinh Dạ. doanh là cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng, mà làm dịch vụ là nhất định phải cười. Dạ, biết ơn thầy, biết ơn cả À, nhà đã luôn thấy ạ. Dạ, em trân trọng biết ơn. biết ơn Kim Trúc, để anh remove một like cho em ha. Đó, cười nhiều anh chị cười đẹp quá nè. Cái này giờ tập á các anh chị, tập riết cười riết nó ra như vậy. Các anh chị anh hồi xưa á, lúc mà Nhật Anh biết, từ ngày mà biết được bảy bố thí, đầu tiên biết được nhan thí, ngày xưa Nhật Anh cười bị méo một bên, cười như vậy nè, cười như vậy cái nó bị cơ mặt của mình nó lệch qua một bên, răng cái môi á, thì nó hở ra, hở răng dưới ra, trên thì lú lợi ra. Tập riết từ từ nó tương quen lại à, tại vì cơ mặt của mình á, các anh chị nào mà cười méo là do nhai á, lúc mình nhai không có đều, nhai hai bên, mình nhai không có nhai hai bên, cho nên là nó lệch bên. Ừ, có một số anh chị mình nhìn lại trong gương sáng cười nó bị méo một bên, thì đổi lại, tập lại bằng cách đó là thay đổi lại thói quen nhai của mình, những cái thói quen hành động hàng ngày của mình nó tạo nên thói quen của mình, từ đó nó ra luôn là mình hợp,
nó ra luôn cái tính cách của mình đó, cái hạp á là cái mặt của mình nó bị méo một bên, thì nụ cười nó theo hướng đó, thì mình chỉnh lại thôi, để ý lại thói quen ăn uống hàng ngày á, các anh chị nhai lại đều hai bên. Rồi tập cười. Còn không có thì cười đẹp nhất á là hết lớp học này nè, hết lớp 21 ngày thấu hiểu nội tâm thì hầu như là ai cũng đẹp lên hết, tại vì nụ cười thật sự nó sẽ xuất phát từ bên trong nội tâm. Một người mà nội tâm mà vui vẻ, nội tâm của một người tháo gỡ được hết, tháo xuống hết, họ nhẹ nhàng vui vẻ thì tự nhiên nụ cười nó hiện lên trên môi liền. Các anh chị có cảm nhận là khi mình nó nội tâm mình an vui, nó nhẹ đi thì mình vui vẻ hơn không? Tự nhiên thấy cái gì cũng đẹp hết, dễ cười hơn. Nên là lớp học của chúng ta mở ra xong thì tự nhiên sẽ kích hoạt được nhan thí. Ai đây có cảm nhận là từ lúc mình học xong cái mình cười, mình có nụ cười nhiều hơn với lại con người xung quanh mình không các anh chị? Cười nhiều hơn với con không? Cười nhiều với chồng, với vợ hơn? Thì thay đổi được nội tâm thì nhan thí nó sẽ tự nó cười, tự nó kích hoạt lên. Nhưng mà nếu như thay đổi nội tâm rồi thì bây giờ tập cười. Hồi xưa là Nhật Anh cứ đeo khẩu trang á, thời gian anh đi ngoài đường, chạy xe ở ngoài đường, lúc mà mình đi công việc á, mình lái xe đi đâu đó đeo khẩu trang, thì bây giờ rảnh mà không có gì làm mà cười miết à, đeo khẩu trang vô cứ cười như vậy. Cười đến lúc mà nó đơ luôn hai cái chỗ này nè, đơ luôn hai cái cơ mặt ở đây. Thì nó đơ là tại vì cái cơ của mình trước giờ mình không có quen, mình ít cười quá nên nó ít hoạt động quá. Thì bây giờ mình hoạt động thì nó sẽ mỏi một tí, thì kệ nó, cứ tiếp tục cười tiếp, qua thời gian nó quen cái nó vô cái nếp luôn. Thì giờ cười lại nhe răng ra giờ không cười không được, không cười cái miệng mình nó khó chịu. Nhưng mà nói chứ là đứng ở đâu đó cũng đừng cười mình nha. Cười mình người ta tưởng bị khùng. Cười nhiều mỗi cơ á là do thói quen thôi, không sao. Giống như giờ các anh chị lâu ngày không có tập, không vận động, thì bây giờ vận động thì nó mỏi, thì đâu sao, kệ nó, cứ tiếp tục cười riết từ từ nó quen. Thì một người phụ nữ á, dù là sắc đẹp, là dù có cái xấu hay là đẹp gì thì nhất định cũng cần có nụ cười. Có một cái câu chuyện á, là cái người phụ nữ đó cổ cảm thấy mình xấu. Cổ cảm thấy mình xấu. Ai đây có cảm nhận mình xấu không? Cổ rất đẹp nha, nhưng mà lại cảm nhận nhắc đến cổ thì cổ trong nội tâm của cổ cảm nhận mình xấu. Các anh chị có thấy là có những người là siêu đẹp nhưng mà họ lại cảm nhận họ xấu không? Khi mình hỏi họ đó, mình nói chuyện mình khen họ đẹp quá, họ nói là nó không có xấu lắm. Nhiều không các anh chị, có nhiều người vậy lắm. Thì ai ở đây mà đang cảm thấy là mình không có đẹp thì cái câu chuyện đó, nghe câu chuyện đó các anh chị sẽ nắm được. Người phụ nữ đó cổ cảm thấy mình không có đẹp nên là cổ mới đi tìm mọi cách để cho mình đẹp lên. Thì đi tới gặp một người á, gặp từ một cái chuyên gia làm đẹp. Ông hỏi ổng là giờ làm sao để tôi đẹp lên đây. Ông không làm gì hết, người chuyên gia đó mới để gắn một cái bông hoa lên tay, đưa cho một cái bông hoa, nói là gắn lên đi, gắn lên tay cô đi, rồi là gắn lên là cô sẽ đẹp. Thì người phụ nữ đó nghe vậy thì tin lời người chuyên gia đó, mới được nhận cái bông hoa đó, ổng đưa cho thì gắn lên cái tay của mình, kẹp lên vậy nè. Thì ngay tức khắc vừa gắn lên là cảm nhận mình đẹp lên, nên là mới đi về thì thấy mình đẹp lên mà, nên là trên đường mà đi về á thì gặp con người thấy thoải mái lắm. Thấy đi dọc đường á, phát hiện ra là hình như con người á, họ có những người họ nhìn thấy mình, họ nhìn thấy cổ á, cái họ cười với cổ, họ cười với cổ, cái cổ thấy vậy cổ cũng cười lại. Cứ gặp ai đó sao thấy là nhiều người bình thường đi ngoài đường thì không ai dòm ngó tới, như sao hôm nay mình đi cổ đi cái nhiều người chú ý đến cổ, thì cổ nghĩ là chắc là do cổ đeo cái hoa đó nên là cổ đẹp lên. Thì cổ đi cổ cười vậy, sau đó cổ đi về tới nhà thì đứa con gái của cổ mới nói là mẹ ơi sao hôm nay mẹ đẹp quá vậy mẹ.
thì cổ ai nấy cảm nhận là có con gái của mình mà nói với mình một câu là mẹ ơi sao mẹ đẹp quá vậy, thì các anh chị thấy sao, các anh chị cảm nhận sướng không, con gái nói với mình câu là mẹ ơi sao mẹ đẹp quá, thì cô gái nó cũng mới hỏi là ủa nhưng mà bình thường con không thấy mẹ đẹp sao, thì cô gái con gái mới nói là con mẹ đẹp lắm nhưng mà hôm nay á con thấy mẹ đẹp hơn là tại vì mẹ cười, tại vì con thấy mẹ cười nên là con thấy sao hôm nay mẹ đẹp quá. Thì cổ mới tỉnh ngộ ra, cổ nói ồ, cổ như phát hiện ra là vậy là do nụ cười sao, nhưng mà cổ cũng hoài nghi tại vì con đeo cái hoa mà, nên là cổ mới đi vô kiến cổ nhìn, thì cổ phát hiện ra là đâu có mất bông hoa, mất tiêu rồi, bông hoa nó đi đâu mất, rớt mất ở đâu đó. Thì cổ đi lại, cổ đi tìm lại thì phát hiện ra là trong ngay cái lúc mà cổ mới vừa đeo lên đó, cổ bước ra ngoài cửa thôi là đeo không có sát nên nó rớt bông hoa xuống, thì do là cổ nghĩ là đeo cái bông hoa nên cổ mới đẹp, nhưng hóa ra không phải, đeo luôn sau đó cổ cười với người khác nên là người ta cười lại với cổ và cổ đẹp lên. Thì ý nghĩa của câu chuyện đó là như vậy, chỉ cần một người á có nụ cười thôi, cười lên thôi thì người đó đã đẹp lên nhiều lắm. Nên là những người phụ nữ chỉ cần cười lên thôi là các chị đã đẹp lắm mà. Các người đàn ông á, các những người đàn ông có cảm nhận là chỉ cần người phụ nữ của mình cười lên thôi là mình thấy họ đẹp lắm không? Đẹp, đẹp lắm. Nên là cái bố thí đầu tiên này, bố thí đầu tiên chính là nhan thí. Chỉ cần mình có nụ cười trên gương mặt của mình, vừa mới xuất hiện, chưa kịp nói năng gì hết, chưa làm ăn gì hết, chưa nói gì hết, thì vừa mới xuất hiện thôi đã có thể tích tạo được phước đức thông qua một cái việc đơn giản, đó là nhan thí. Thì các anh chị thấy khủng khiếp không? Vừa mới xuất hiện thôi, vừa đi đâu đó chưa làm gì hết, chưa nói, chưa làm, cũng chưa có hành động gì hết, vừa xuất hiện nhưng mà có một nụ cười trên môi mọi việc tự nhiên hanh thông hơn nhiều. Vừa xuất hiện thì mọi việc hanh thông được là do tích tạo được phước đức, nên là lúc đó nó may mắn, nó hanh thông. Nên là nhan thí là một bố thí rất là khủng khiếp, rất đơn giản nhưng mà lại trọng điểm và vô cùng là hiệu quả. Đầu tiên chỉ cần làm được thôi, nhan thí, có những người chỉ cần ngộ được nhan thí là cả cuộc đời của người đó thay đổi. Duy nhất chỉ cần ngộ được một điều đó là nhan thí. Cười mà không hé răng thì cũng được, nhưng không phải nụ cười tỷ phú, nhưng mà cũng là cười. À, nụ cười cho đi không mất vốn nhưng mà gặt lại rất nhiều nè. Dạ đúng rồi đó, nụ cười mà mình xài vốn thử có là cái gương mặt của mình mà vừa cười thôi là không có mất gì hết nhưng mà lại nhận được phước đức, nó khủng khiếp lắm á. Ai mà trước giờ chưa bao giờ cười á, nội tâm mà có vướng mắc nội tâm nên đâu cười được. Nhưng anh nhớ có những lớp học mà offline trước đây đó, những lớp thấu hiểu nội tâm trước đây nó tên là nâng cao giá trị cá nhân, nâng cấp mối quan hệ, là lớp học tiền thân của thấu hiểu nội tâm, cũng lâu, cũng khoảng 7-8 năm trước. Có người phụ nữ, có những người đó thì có người phụ nữ là vướng mắc nội tâm, vướng mắc với chồng con, vướng mắc với công việc, nói chung là cuộc sống là không có cái gì tốt. Nhưng mà cổ học xong cái cổ ngộ, cổ ngộ tháo gỡ được nút mắc nội tâm của cổ, gỡ được tất cả những cái mà vướng mắc sĩ thân là cổ tháo được xuống nè, cổ hiểu được cội nguồn từ mình. Thì một người mà ngộ được cái đó nhẹ nhàng liền tức khắc thì nội tâm nó tháo ra, các anh chị, cổ tháo ra nhẹ cái cổ cười lên, cười lên liền, mà suốt nhiều năm tháng không cười được, không mở miệng cười được, mà nếu cười cũng chỉ là cố gắng là gượng thôi. Thì lúc mà cổ tháo được nội tâm xong, cổ cười lên một cái là mấy ngày hôm sau nhận phản hồi là người đó thay đổi cuộc sống tốt, mọi việc hanh thông hết, mối quan hệ với chồng con tự nhiên tốt lên, con nó lại nó ôm, con lại ôm mình, trong khi là mấy năm trời, năm bảy năm trời không có ôm một cái. Chồng thì là làm biếng về nhà. Tại sao? Tại đi về mặc bí sĩ nên là làm biếng. Nhưng mà những người phụ nữ khác ở ngoài thì lại cười với ổng. Nhan thí nó khủng lắm á.
Nó khủng khiếp lắm. Người phụ nữ gia trong mình quyết định rất lớn tới hạnh phúc gia đình đó. Mình không có cười, mình không có nhan thí với chồng mình, nhưng mà những người phụ nữ khác ở ngoài thì lại nhan thí với ổng. Thì chuyện gì xảy ra? Trân trọng với sở hữu. Người suy nghĩ đơn giản lắm, người nào cười người đó trân trọng mình, thấy mình mà. Nên là cười với mình thì cái người kia cười với mình thấy vui vẻ hơn, cái mối quan hệ đó mang lại niềm vui hơn là mối quan hệ này, thì tự nhiên là sẽ đi tới mối quan hệ có mang lại niềm vui cho mình. Con người của mình thường là hướng tới cái sướng, rời xa cái khổ. Cái gì mà không có vui là mình thường là mình sẽ rời xa nó. Còn cái gì vui vui, cái gì mang lại thoải mái cho mình thì mình sẽ hướng tới nó. Nên là trong hạnh phúc gia đình đó, nhan thí nó ảnh hưởng lớn lắm. Nhan thí ảnh hưởng rất lớn. Mình nhan thí với chồng mình, chồng thì nhan thí với vợ, rồi tất cả ba mẹ thì nhan thí với con, nhan thí với lại ông bà, thì gia đình đó ngập tràn tiếng cười. Ngập tràn tiếng cười, gia đình đó hạnh phúc. Ninh Vũ, xin mời Ní Ninh. Vâng thầy ơi, thì thầy bảo là em cảm thấy là nếu cái nụ cười đấy, nếu mà không để có nụ cười chân thật thì lúc nào mình có thể ở trong tâm trạng an vui ở thầy. Nếu mà giả Nụ sử cười chân thật là nụ cười làm sao chạy? ý là để có bộ để có nhan thí thực sự đấy thì mình lúc nào cũng phải ở trong tâm trạng an vui ở thầy. Dạ không, Không à? nhìn nãy giờ đâu có an vui đâu, cũng cười được mà. Không ăn vui cũng có thể cười được à? Thì đó, Ninh nè, có đang an vui không? Chưa. Nhưng mà có cười không? Thì Có kìa, đang nhe răng thì đang cười kìa. Thôi, ngồi thẳng vâng. thẳng lại coi, nhìn coi phải tỷ phú không, để tranh thủ làm quen. Dạ. Vâng. Vâng, em hiểu ý thầy, em cảm ơn thầy. Nhưng mà nó vâng, thế là cả kể cả lúc mình buồn mình vẫn có thể cười được đúng không Ai biết lúc buồn có cười không, ai biết. thầy? Giờ đang buồn hả, buồn ngủ hay gì? Là không ạ. Vâng em hiểu rồi, cảm ơn thầy. Kiểu như là em thì từ lâu lắm rồi em cũng chưa bao giờ thực sự nó vui vui cả. Nên em cũng ít tuổi. Vâng. Sao mà không vui? Dạ. Nhiều cảm xúc thật, nó em nhiều cảm xúc kiểu như là nói chung là em cũng đôi khi em nói thật là em cũng hay sống trong quá khứ nhiều. Thì sống tiếp đi. Vâng, không cố ý ạ. Vâng. Vâng, đấy là câu hỏi của em xin hết, em cảm ơn thầy và mọi người lắng nghe. Nói chứ huân tập những khái niệm nguồn có lợi. Ninh cần là nhờ anh mấy ngày hôm nay là cũng theo sát lớp học với các anh chị đó, chỉ có 2 ngày sát vừa rồi thôi là không có tham gia được. Nhưng mà những ngày trước là theo sát hết đó, thì Ninh chỉ cần suy nghĩ bớt lại thôi, bớt suy nghĩ lại là vui lên liền. Bác suy nghĩ lại đúng không Bớt suy nghĩ lại, tại suy nghĩ nhiều quá nên đè lấp dữ quá, cuối cùng mới là không ở với hiện tại được. Sau đó tưởng qua rồi thì nó tiếc, quay lại quá khứ, tại thấy mình làm không tốt, thấy mình chưa hiểu nên quay lại quá khứ, cuối cùng là bị cuốn trong cái dòng xoáy đó. thầy? Đang nói đến lớp tái cái lớp tình rồi thầy. Không biết lớp gì, tánh tình nó trộn hết tùm lum hết, nhưng mà tưởng tưởng quá nên là mệt.
chỉ cần dừng lại thôi, sau đó định được giây phút mà dừng lại xong, xác định được cuộc sống của mình hướng tới đâu. Sự... hướng tới cuộc sống hướng tới đâu, tới cảnh giới nào, hay là làm gì trong cuộc sống, thì lúc đó cuộc sống ý nghĩa lên, nó vui lên liền. Rồi những cái nào mà nhỏ nhỏ nó tự tan đi, ánh sáng nó đem vô thì bóng tối nó tan đi. Vâng, nhưng mà thấy kể cả lúc mà em không nghĩ đến chuyện đấy thì em nói từ lâu lắm rồi em cũng không thực sự vui, cũng đó là một cái thói quen đấy. Hạp vậy, giờ muốn đổi thì đừng hạp nữa. Huân tập khái niệm nguồn có lợi hen. Vâng, thế huân tập khái niệm nguồn có lợi, nó đổi hình là nó tan hết à. Vâng ạ. Huân tập cười, cười một cái rồi, cười một cái cho cuộc đời vui vẻ rồi. Dạ vâng. Để nói chuyện về thầy cười, nhưng mà vâng, em hiểu ý thầy. Đôi khi là em cảm giác như là nó nói chung cảm xúc nó hơi khó nói. Đôi khi em cảm giác là nó cũng tâm trạng của mình nó hơi bị không được như ấy, nó không ổn định. Vài bữa nó giao lưu về sĩ thân, giao lưu sâu về sĩ thân. Con người mà đau khổ không thể cười nổi, vướng mắc quá nhiều. Đau khổ là vì sĩ thân. Tháo sĩ thân xuống là nó tan đi. Thôi mấy ngày nữa giao lưu sau. Dạ vâng. Có thì hết lớp học mấy bữa tối khuya đó nói chuyện sâu. Không biết lớp này thầy có làm tới sáng không? Thường là những lớp có những lúc là chia sẻ tới sáng đúng không các anh chị? Buổi cuối á. Hả? Mày không biết là lớp này thì sao? Lớp này có nhân duyên đặc biệt, K18 là một lớp học nhân duyên cực kỳ sâu dày. Vâng. Có gì chia sẻ sau ha. Tháo sĩ thân xuống là hết đau khổ liền, hết kênh không biết tại sao không vui. Thầy ơi, em có cần phải bỏ mấy cái để điều kiện vào barometer ấy? Em có cần phải bỏ mấy cái này xuống không để được vào barometer không? Không biết, học ăn học chuyển hóa rồi làm đúng theo yêu cầu, quay video, rồi phỏng vấn. Ok thầy, em hiểu rồi. Em cảm ơn thầy, em cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chị ơn thầy. Hẹn gặp lại em mentor. Hẹn gặp lại thầy ạ. Nhưng mà có khi gặp trước. Dạ vâng ạ. Bye bye. Vâng. Bye dạ. Bye thầy, em rất mong. Chị ơn Đinh ạ. Hẹn ơn thầy ạ. Dạ. Nhiều người giơ tay quá ta. Giơ tay nói chuyện chắc tới hết giờ luôn mới được một bố thí à. À. Thôi chắc mời chị Thấm chia sẻ cái nữa đi, rồi mình qua bố thí thứ hai. Đúng không? Chị Thấm Nguyễn nè. Dạ, biết ơn thầy để cho em chia sẻ. Em biết ơn cả nhà mình. Trân trọng biết ơn thầy. Đây là lần đầu tiên em giơ tay xin chia sẻ. Thật sự là học về môn nhan thí này thì làm cho em cảm động nội tâm á thầy. Tại vì em từ trước đến nay là em thường hay cười, gọi là cười bất chấp á, trong công việc hay là trong gia đình hay là trong mọi mối quan hệ á. Nhưng mà khi em cười á thì có nghĩa rằng là em hả hết cái miệng ra luôn, có nghĩa là em cười theo một cái quán tính là sảng khoái á, cười đã đời luôn. Và đâu đó là có những lần là em nghe ông chồng em ổng nói rằng là cười gọi là cười vô duyên đó thầy. Mà lâu lâu á ổng còn nói em gọi là vô duyên thúi á, là chuyện gì cũng có thể cười được. Chuyện gì cũng có thể cười được. Mà em mới vừa tập cái cách cười là cũng cảm ơn Ní Kim Trúc rất là nhiều. Tại vì trong cái suy nghĩ của em là em muốn học cái cách cười mà em không biết học từ đâu. Thành ra là đâu đó cách đây đâu gần hơn một tháng á, em có học một cái lớp là về nói chuyện thôi. Và mọi người cười rất là đẹp, nhưng mà em khi mà gặp cái bối cảnh á, em cũng cười gọi là cười bất chấp luôn, mà cười rất là thoải mái như trẻ lên ba. Và con của em cũng học cái cách cười giống em luôn, có nghĩa là cười xong rồi là thôi, chứ không có để bụng hay là không có một cái gọi là một cái ý niệm gì cả. Và
có thể là gặp cái bối cảnh nó mình cười thoải mái. Và bây giờ em hiểu rằng là em cần phải sửa. Và đây hôm nay gặp cái bối cảnh rất là hay. Bạn Kim Trúc, bạn đã cho em một cái bài học, với lại là em cũng biết ơn thầy, biết ơn cả lớp mình. Trong cái bảy bố thí quan trọng này thì là bây giờ em đã học khóa này là khóa thứ hai là thật sự là học á, thì tự nhiên làm cho em cảm động nội tâm thật sự luôn. Em trong bất kể mọi tình huống em cười, và em cười có nghĩa rằng là mình cười mặc dù là mình cứ nghĩ rằng là mình còn trẻ tuổi á thầy. Thật ra cái cách cười của mình là cười đã đời, cười thoải mái, cười trong sung sướng và cười không suy nghĩ á. Thành ra là em nghĩ em phải sửa cái cách cười. Và khi mà em cũng cảm nhận được là khi mà em cười á thầy, khi mà em cười trong những cái bối cảnh mà tốt á thì gọi là cười hào sảng hả? Dạ. Anh ai có nụ cười hào sảng, cười ha hả. Có nghĩa rằng là em cười thẳng tính thoải mái. Dạ đúng rồi, có nghĩa cười không để bụng á. Nhưng mà em nghĩ rằng thế này này thầy, tại vì thực sự là trong mọi tình huống mà khi em cười á, em luôn luôn em cảm nhận được là em đều mang lại cái niềm vui lại cho cái người đối phương đó thầy. Và hơn nữa là em cũng mang lại cho nhiều cái sự may mắn đó. Đó, nhưng mà đây cũng là một cái bài học mà rút ra là cái cách cười của em phải sửa. Nãy giờ em cầm cái cây viết mà em tập cười đó thầy, nó rất là mỏi cái miệng luôn đó thầy ơi. Cười cái chỉ cần chỉnh lại thôi, nhớ tiêu chí à. Là cái răng trên nó ráp với môi dưới. Dạ. Còn rồi ở trên thì không lú lợi. Dạ, để em sửa. Cười nè, cười riết hồi đó nhưng anh cười đâu được. Cười riết từ từ nó vô khuôn à. Nhưng giờ dạ. mở miệng ra là cười. Đó, mở miệng có lúc hé miệng quá. Còn không có dạ. Thì cười bình thường. Cười lên vậy thì nó thoải mái lắm. Dạ, em biết ơn thầy rất là nhiều. Và biết ơn cả lớp mình đã lắng nghe. Biết ơn chị. Dạ, em biết ơn cả nhà. Không cần sửa gì đâu, chỉ có để ý thôi, cười đúng cái bối cảnh. Tại có những lúc cười vô duyên quá người ta ghét, nên ta đang đau khổ, cái mình lại mình cười, cười khà khà, mình nói là tôi nhan thí. Mất phước đức. Không tạo được thôi còn mất phước nữa, làm cho người ta đau khổ. Thì không cần thay đổi cái đó, chỉ có biết thôi, ý thức được, không có vô tri, biết được lúc nào cười là được. Nhưng mà ý muốn nói là nhan thí là nụ cười, ai bố thí được nụ cười, cho đi được nụ cười, đó là cái cho đi đầu tiên, đơn giản nhất, vừa xuất hiện thôi đã có thể tích lũy được phước đức, chỉ thông qua nhan thí. Dạ, các anh chị nắm được tới đây không ạ? Tới đây được không các anh chị? Được ha, được ha các anh chị, nhan thí. Giờ anh xin phép hạ tải các anh chị xuống nha. Cuối giờ nếu có thời gian hơn thì mình chia sẻ thêm. Đó là nhan thí. Nhan thí đó là bố thí nụ cười. Các anh chị có cảm nhận khi mà học qua lớp học này chúng ta cười nhiều không? Nghe lại thu âm có những lúc cười bể bụng. Nếu học tích lũy được phước báo tốt. Nên tóm lại đó là các anh chị chỉ cần nhớ được nhan thí là bố thí nụ cười. Bố thí nụ cười. Làm được nhan thí thì cuộc sống mình nó hanh thông bước đầu tiên. Sau đó cười thì nó cái số 2, cái bố thí thứ 2 cũng thường đi chung với bố thí thứ nhất, đó là nhãn thí. Nhãn thí
Nhãn thí. Nhãn thí là sao các anh chị? Nhãn thí là sao? Nhãn là cái gì ạ? Nhãn là trái nhãn. Phải không? Không phải trái nhãn. Nhãn là mắt. Nhãn thí đó là bố thí ánh mắt. Bố thí ánh mắt chứa đựng người khác. Nhãn thí là bố thí ánh mắt. Ánh mắt của mình chứa đựng người khác. Mình có nhìn bằng mắt không các anh chị? Mình có nhìn bằng mắt không ta? Nhìn có nhìn bằng mắt không? Nhắm mắt lại mình vẫn thấy. Các anh chị thử nhắm mắt lại đi. Bịt mắt lại mình vẫn thấy mà. Các anh chị thấy không? Có thấy màu đen không? Hay là có thấy cái gì bay qua không? Hoặc là nhớ đến ai thì cái hình của người đó hiện lên. Vậy thì đâu có thấy bằng mắt. Có một cái câu chuyện là trên một cái chùa ở trên núi cao thì có một cái nhà sư trẻ đó, cũng còn trẻ tuổi, hai mấy tuổi à. Thì từ nhỏ tới lớn là ít bao giờ đi xuống núi lắm. Thì ngày hôm đó thì sư phụ mới mới nói là nói với người thanh niên á, cái người tu sĩ trẻ đó, đó là xuống núi mua gạo. Xuống núi mua gạo đi, rồi cũng biết thế giới ở ngoài. Thì ổng mới đi xuống, nhà sư đó mới đi xuống núi. Muốn mua được gạo thì phải bắt qua một cái con sông, đi qua đò qua một con sông cái làng ở bên kia thì mới mua được gạo. Thì muốn qua sông thì có cần phải có đò. Nên là bước lên đò thì cái người lái đò đó là một cô gái. Cô gái đó, thì cô gái này đẹp quá. Cô gái này đẹp lắm. Thì nhà sư tu mà, nhưng mà trước giờ cũng chưa có tiếp xúc nhiều với thế giới, nên là thấy một cô gái xinh đẹp thì trái tim cũng xao động. Nên là đẹp quá nên là nhìn cổ. Người sư đó mới nhìn cổ suốt luôn, nhìn cô lái đò suốt trong quá trình mà lái đò. Thì vừa mới qua xong, bước xuống thì cô thu tiền mà. Ai đi qua cũng gửi cổ là một đồng, thu đưa cho cổ một đồng. Riêng tới nhà sư thì đưa một đồng cổ không chịu. Cổ mới nói là không, sư phải đưa tôi hai đồng. Hỏi xong rồi sao lại đưa tôi phải đưa cô hai đồng. Nói là tôi quan sát sư nãy giờ, tôi thấy là sư nhìn tôi suốt luôn, trong suốt quá trình lái hồi nãy giờ, nên là sư phải trả tiền cho cái công nhìn tôi. Công sắc đẹp đó. Thì ông nghe vậy ông ngại quá. Tu xuất gia tu mà bây giờ đi nhìn phụ nữ xinh đẹp, ngại quá thì thôi, ông gửi hai đồng rồi ông bỏ đi, ông lủi đi, ông đi. Thì mua gạo xong, chuyến về giờ rút kinh nghiệm rồi. Kinh nghiệm rồi giờ làm gì các anh chị? Không nhìn nữa. Không nhìn cô gái đó nữa, quay mặt qua chỗ khác, quay lưng lại. Thì tới lúc mà lên đò thì ai cũng gửi cổ một đồng hết. Đi xuống đòi gửi cổ một đồng. Thì nhà sư cũng gửi một đồng. Cổ không chịu, cô nói là không được. Lần này sư phải trả cho tôi 5 đồng. Thì ông sư cũng nói là sao lại sao trả tôi cô 5 đồng. Tôi đâu có nhìn cô đâu. Cô gái cũng mới nói là nãy tôi sư không có nhìn tôi. Nhưng mà trong tâm của sư đã có tôi rồi. Nên là sư phải trả cho cái con lưu giữ hình, lưu giữ tôi trong tâm của sư suốt luôn trong phần đời còn lại. Nên là sư phải trả tôi 5 đồng. Hết rồi đó các anh chị, câu chuyện vậy đó. Câu chuyện đó có tên là
Trong tâm có mắt. Câu chuyện đó có tên là Trong tâm có mắt. Có nghĩa là trong tâm của mình đó, trong nội tâm của mình có con mắt chứa người khác. Các anh chị có cảm nhận là trong tâm của mình có đôi mắt không các anh chị? Mình thấy không phải bằng mắt. Giờ các anh chị thử nhớ lại coi, nhắc tới vợ hay chồng của mình. Nhắc đến chồng của mình nè, các chị nữ hiện diện ở đây, nhắc đến chồng mình, các anh chị thấy hiện hình ổng lên không? Ừ, đó, có con mắt đó. Con mắt trong tâm đó. Đâu có nhìn bằng mắt đâu, nhưng mà hiện hình, hiện hình lên trong nội tâm của mình. Nhắc đến con mình hay nhắc tới ai đó thì xuất hiện cái hình trong đầu. Cái đó là trong tâm có mắt đó. Nên là nó hay lắm các anh chị. Nhãn thí là một loại bố thí. Rất là không có cái từ gì mô tả được nó. Có nghĩa là mình không làm được nhãn thí nhưng mình không biết, nên là cuộc sống mình không tốt. Đó là mình đó. Các anh chị có thường đi về nhà, ai đây đã từng cảm nhận là đi về nhà mình chỉ có nhìn thôi chứ mình không có thấy. Mình chỉ có nhìn chồng mình thôi chứ mình không có thấy chồng. Hoặc là mình chỉ nhìn người ta thôi chứ mình không có thấy người ta. Các anh chị có bao giờ cảm nhận là có một ai đó mình nói chuyện với họ nhưng họ chỉ nhìn mình chứ họ không có thấy mình không? Các anh chị cảm nhận được ý này không ạ? Nhìn thôi chứ không có thấy. Nhìn chứ không có thấy. Có nghĩa là mình chỉ nhìn cái hình tướng đó, nhưng mà quanh mình đi đâu đó mình chỉ nhìn thôi. Sau đó mình không có nhớ được, không có thấy đó, nên không có chứa nó trong lòng, trong đầu của mình, trong tim của mình. Có ai cảm nhận là nè, có rất là nhiều người nói nè, đó là chỉ có cảm nhận được là ai đó đó nhìn mình chứ không có thấy mình. Thì cái đó nó gọi là, cái đó là trong tâm, con mắt trong tâm. Chỉ có nhìn con đôi mắt lại là để chân. Ngày xưa học tới bài nhãn thí này thầy hay nói một câu lắm, đó là con mắt là để chân. Có đôi mắt là chỉ để đó thôi, chỉ nhìn thôi chứ không có thấy. Tại vì nếu thấy thì nó sẽ khác, còn nếu mình chỉ nhìn thôi thì chỉ nhìn thấy cái hình tướng đó chứ không có lưu giữ được hình, cái hình đó vô đầu mình. Nên là có những lúc mình nhìn con mình nhưng mình lại không có thấy con mình, các anh chị. Mình nhìn con nhưng không thấy con. Mình nhìn đi đâu đó, mình về công việc á, mình đi về bận quá nên là lâu lắm mình mới về thăm ba mẹ của mình. Đi về quê thăm ba mẹ thì mình về đó mình chỉ nhìn thấy, mình chỉ nhìn ba mẹ mình chứ không có thấy ba mẹ mình. Về chỉ nhìn thôi chứ không có thấy. Có nghĩa là không có lưu giữ được hình, không có giữ được họ trong lòng của mình. Hoặc là chồng với vợ thì nghĩ là vợ chồng thì yêu thương, nhưng mà cuối cùng ra không, chỉ có nhìn nhau chứ không có thấy nhau. Nhìn chứ không có thấy, không có chứa được nhau. Nên là trong tiếng Anh đó, cái chữ mà nhìn với thấy là hai chữ khác nhau. Nhìn là gì? Ai biết tiếng Anh ta? Nhìn là look đúng không? Nhìn là look. Thấy là see. Hai biết tiếng Anh đó, thì các anh chị có thể cảm nhận được nó là hai chữ đó khác nhau. Nhìn với thấy, nhìn thôi chứ không thấy. Thì nhãn thí nó có ý nghĩa là bố thí ánh mắt, là mình nhìn thấy người ta. Mình đi tới một cái quán ăn đi, nhưng mà cảm nhận là nhân viên cái đó chỉ có nhìn mình thôi chứ không có thấy mình. Các anh chị đã từng trải qua cái cảm nhận đó không? Cái trải nghiệm đó không? Chỉ có nhìn chứ không thấy. Thì mình không có thích lợi nơi đó. Đó vậy đó Trấn Nguyên. Trấn Nguyên hỏi là nhìn mà thấy không thấy là sao? Ý là vậy đó. Dạ. Anh Thanh Tiến. Anh giơ tay ạ. Trân trọng biết ơn thầy Nhật Anh đã cho em thắc mắc ạ. Biết ơn cả nhà đã lắng nghe. Thì em xin chờ em xin
sao em mất cái hình ảnh. Cả nhà còn thấy không ạ? Thấy rồi, thấy rõ lắm. Này là vừa nhìn mà vừa thấy luôn nè. Em có được một cái hướng dẫn thầy Nhật Anh bảo là cái bố thí ở cao nhất là bố thí mắt và bố thí tai, có nghĩa là nó ngược lại với cái sự là dính mắt của cái gì mình thấy và cái gì mình nghe để nó tạo lên cái ham muốn. Có nghĩa là thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, để nó không có khởi lên cái ham muốn. Ham muốn thì sinh ra đau khổ. Thì nhưng mà em nghe thầy giảng thì cảm giác là giống như mình thấy thì mình phải lưu tâm á, có nghĩa là con mắt trong tâm mình với con mắt của nhãn căn của mình á, nó phải đồng nhất á. Nó là ý nghĩa khác. Không có cái sự, có cái sự là có để tâm trong đó thì như thế nào ạ? Thì cái đó không phải nhãn thí. Cái đó là tánh nghe. Đó là nghe biết mình đang nghe, thấy biết mình đang thấy. Nhưng mà thầy chỉ dẫn là nên bố thí, gọi là bố thí tốt nhất. Thay vì những bố thí vật chất á, thì mình bố thí mắt, bố thí tai. Thầy dùng cái từ là bố thí mắt, bố thí tai như vậy. Có những lúc trong cuộc sống mình cũng đâu có, mình cũng đâu có lúc nào an vui được, đâu có lúc nào tách tập cảnh ra được. Tại vì khi mà anh Tiến đúng không? Anh tên Tiến đúng không anh? Dạ, em tên là Huỳnh Thanh Tiến ạ. Dạ, nhớ rồi, nhớ anh mấy lần anh chia sẻ. Thì có đâu phải lúc nào mình cũng đôi mắt với tai mình tách ra được đâu. Có nghĩa là mình biết mình đang thấy với mình biết mình đang nghe. Cũng tùy lúc đó là mình muốn an vui thì mình mới làm điều đó. Còn lúc mà trong cuộc sống của mình thì nếu mình không chứa ai hết, mình chỉ đi đâu đó mình nhìn mình đơ đơ thì lúc đó không tích được phước đức. Tại vì không có nhãn thí. Dạ, em hiểu rồi. Hai chủ đích khác nhau. Trạng thái mình nhìn đơ đơ nó khác với trạng thái là mình thấy biết nhưng mà mình không có dính mắc ở tâm, nó khác nhau đúng không ạ? Trong cái trạng thái hai cái đó nó khác nhau, nhưng nó cũng khác luôn với nhãn thí luôn. Nhãn thí là ý nghĩa khác, mục tiêu của nhãn thí là để tích đạo được phước đức. À dạ. Còn tâm cảnh mà tách nhau ra, biết mình đang thấy, biết mình đang nghe, làm được thì sẽ nhận lại sự chân thật của mình, khởi tạo được tánh không. Dạ vâng ạ, biết ơn. Đó là hai hướng khác nhau. Trân trọng biết ơn thầy Nhật Anh rất là nhiều ạ, biết ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Xin hết ạ. Dạ, nên trong cuộc sống có những lúc mình tâm cảnh tách nhau ra, nhưng mà nó hay lắm, tâm cảnh mà tách ra thì mình vẫn biết á, mình biết mình đang thấy. Lúc đó là nhãn thí có luôn lúc đó. Mình chứa, mình lưu giữ, mình thấy họ, mình biết hết, nhưng nó không dính hình. Thì thôi, lúc đó tính sau. Bữa nào nói tới an vui á, hình như là nói rồi mà phải không các anh chị? Thầy chia sẻ về tánh không, nhận thức nội tâm tầng bậc 3 cho các anh chị. Nâng lên tầng bậc 3, tánh không, một thông điệp truyền tải đó, tách ra, tâm cảnh tách nhau ra. Biết mình đang nghe với biết mình đang thấy, thì lúc đó là tánh không, khởi tạo tánh không của nội tâm. Thì lúc đó ý nghĩa khác. Còn ý nghĩa ở đây, nhãn thí là mục tiêu là để tích tạo được phước đức. Vậy thì nhãn thí nó có ý nghĩa gì ạ? Nhãn thí nó ý nghĩa đó là bố thí ánh mắt, nhìn thấy người khác. Cái tầng đầu tiên của nhãn thí. Nhãn thí nó có mấy tầng lận á? Nó có 3 tầng nhãn thí. Thì tầng đầu tiên đó là ánh mắt của mình thấy người khác. Chỉ cần mình nhìn họ nhưng mình thấy họ thì nó gọi là đã nhãn thí. Ví dụ như Ninh nè, Ninh Vũ hiện tại nè, Ninh là đang nhìn mọi người đúng không? Đang nhìn. Nhưng mà ai trong số các anh chị cảm nhận là Ninh đang nhìn các anh chị, đang nhìn thấy các anh chị? Ninh ngồi sát sát lên tí xíu. Đó, rồi. Ninh đang thấy mọi người đó, đang nhìn thấy mọi người. Nhưng mà quan trọng là người khác á, có cảm nhận được là cái Ninh có nhìn thấy mọi người không? Ngô Ngọc Anh nói nè, không cảm nhận được nè. Không nè. Đó, cái đó gọi là nhãn thí đó. Mình nhìn thôi, mình nhìn thấy, mình nhìn người ta, mình tưởng là mình thấy họ. Nhưng mà đối phương á, mối quan hệ của mình, cái người đối diện của mình á, cảm nhận là mình không có thấy họ. Các anh chị nắm được ý này không ạ? Mình nhìn thôi, mình tưởng là mình thấy họ,
nhưng mà những người đối diện, những người ở bên cạnh mình không cảm nhận được là mình thấy họ. Thì mượn bối cảnh của Ninh thôi, tại vì mốt nó chỉ cho mấy cách để nhìn thấy, là nhìn vô là biết liền đôi mắt của mình hướng vô đâu thì người ta sẽ cảm nhận là mình đang nhìn họ, nhìn thấy họ. Giống như Nhật, các anh chị có cảm nhận là Nhật Anh đang nhìn các anh chị không, đang nhìn thấy các anh chị không? Nè, Nhật Anh đang nhìn thấy từng người ở đây nè, thấy Yến Nguyễn nè, thấy Hiền Lê nè, thấy Kim Trúc nè, thấy chị Y Mai nè, đó, thấy Hoa Hoàng nè, thấy chị Thu Quỳnh nè, thấy anh Minh nè, đó, thì nhìn thấy. Thì cái ý nghĩa của nhãn thí, cái tầng đầu tiên của nó có nghĩa là mình thấy người khác. Nhìn là một chuyện, nhưng mà quan trọng nhất là thấy người khác. Này ở bên ngoài thì mình sẽ dễ hình dung hơn. Mình, các anh chị tương tác xã hội, tương tác con người, khi mình nhìn họ, các anh chị chỉ cần thấy họ, nhìn họ mà thấy được họ, thì người ta sẽ cảm nhận được đó là mình có sự tôn trọng với họ. Chị Yến Nguyễn hỏi là chứa đựng những hình ảnh tốt đẹp nữa không, thì cái đó thuộc cái tầng cao hơn. Ý nghĩa đầu tiên của nhãn thí đó là thấy người khác. Vậy thì mình sẽ ứng dụng sau đây, đó là mình có thấy, mình có nhìn thấy chồng mình không, khi đi về nhà đó, khi ở trong gia đình ăn uống với nhau, có những bữa cơm ấy ngang là trong gia đình là chỉ có nhìn nhau thấy vậy thôi, chứ không có thấy nhau, chỉ có nhìn nhau thôi. Con mình lớn lên đó, mình cũng không thấy được con luôn, trôi qua mất giai đoạn trưởng thành của con thì nó tiếc lắm. Lần đó có một người anh đó, anh kể cho Nhật Anh nghe, kể cho thầy nghe thì Nhật Anh cũng nghe theo. Đó là anh nói là ảnh hồi đó ảnh mê làm ăn, ảnh mê đi làm ăn quá, nên là ảnh buổi tối ảnh đi làm buổi sáng sớm, tối khuya ảnh mới về. Thì con gái của ảnh, ảnh đi từ lúc mà nó còn nhỏ, thì ảnh đi sớm quá, lúc đó con nó còn ngủ mà, con nó ngủ thì ảnh đi công tác, ảnh đi làm cho tới tối khuya ảnh mới về. Thì lúc đó khuya rồi, con nó ngủ rồi, thì nhiều năm tháng vậy luôn, 5-6 năm trôi qua, đi sáng về khuya, đi sáng về khuya, sáng khuya sáng khuya. Thì tự nhiên tới ngày hôm đó cái ổng nghỉ, ổng nghỉ làm, ổng có việc á, ổng nghỉ ngơi á, ổng ở nhà. Thì con gái của ổng mới đi học, nó lớn lên nào không hay, nó đi học, cái anh đi ngang qua thì tới tuổi vậy thì nên là thấy nên thiếu nữ mà đẹp lên, thì ông anh ổng mới giật mình, ổng nói là trời sao hôm nay con gái của ba đẹp quá, lại đây ba ôm con cái, lại đây cho ba ôm. Thì con gái nó ngại, sau đó nó đi luôn, ngại nó lủi đi. Thì lúc đó anh mới giật mình đó, anh mới ngộ ra, anh nói là anh tiếc lắm, anh nói là suốt thời gian qua không thấy được, không thấy con mình, đi về nhà nhìn con nhưng không thấy con, nên là con trưởng thành đó, nhưng mà mình lại không có chứng kiến cái giai đoạn mà trưởng thành lên của con, thì tiếc. Thì sau đó anh học, sau đó anh thay đổi rồi thì đỡ tốt lên. Nhưng mà ý nghĩa là như vậy, ý nghĩa của nhãn thí tầng đầu tiên đó là thấy người khác, thấy chồng mình nè, thấy vợ mình, thấy con mình, thấy ba mẹ mình, thấy người thân xung quanh, đi làm việc trong công ty cùng với nhau, thấy đồng nghiệp của mình, nhìn thấy họ. Chị Thủy nói là chồng ngồi to như thế sao không thấy được. Có khi chỉ nhìn thôi ngang chứ không có thấy đâu. Nhìn ổng thôi chứ không thấy. Lúc đó nội tâm của mình nó đi đâu á, mình chứa ở chỗ, mình tưởng ở chỗ nào nó không còn ở hiện tại nữa, nên mình không có thấy họ. Thì đó là cái tầng đầu tiên của nhãn thí đó. Các anh chị nóng được tới đây không ạ?
Dạ. Các anh chị nắm tới đây ạ. Nên là ứng dụng các anh chị trong mối quan hệ xã hội của mình, hãy chú ý là mình hãy nhìn thấy họ. Dạ. Đó là ý nghĩa đầu tiên của nhãn thí, nhìn thấy con người. Ý nghĩa một cái tầng sâu hơn, đó là mình chứa đựng họ, chứa đựng những cái điểm, chứa đựng cái sự tốt đẹp ở họ. Đó là một dạng nhãn thí. Mình chứa đựng, nó sẽ liên quan đến cái chữ gọi là ghi nhận. Lúc nãy mà anh Tuấn anh có hỏi đó các anh chị, ghi nhận biết ơn đó. Ghi nhận, ghi nhận có nghĩa là mình ghi lại, ghi mà, ghi chép mà. Các anh chị nhớ nhớ trong cuộc họp mình họp hành ở đâu đó, thường là mình sẽ ghi lại, ghi chú lại. Hoặc là trong cuộc sống thì mình ghi ghi chú lại những cái gì mà mình cần phải nhớ. Thì mình ghi lại, nó gọi là ghi. Thì ghi nhận trong mối quan hệ xã hội có nghĩa là mình ghi lại những cái gì mà người khác làm. Ghi nhận, ghi nhận là ghi luôn nha, cả tốt lẫn xấu luôn á. Ghi nhận là ghi hết, làm gì cũng ghi lại hết. Ghi nhận. Vậy thì chúng ta ghi nhận, chúng ta chỉ ghi nhận những điểm tốt ở người khác thôi, những gì tốt đẹp mà người khác làm cho mình. Ví dụ như chồng mình đã làm điều gì cho mình. Có những lúc mình đi làm về, ông rót cho mình ly nước, nhưng mình thiếu ghi nhận nên mình cũng không có chứa ổng. Nhớ lại hết tất cả những cái điểm tốt đẹp mà người khác làm cho mình. Con mình đã làm điều gì với mình vậy? Bởi vì mình không có lưu tâm á các anh chị, nên là mình trôi qua mất, mình không có nhớ là con đã làm gì với mình, mất đi sự ghi nhận với con. Thì các anh chị nhớ lại xem coi những người thân xung quanh của mình đã làm gì cho mình. Ba mẹ trước giờ đã làm gì cho mình. Vậy thì nếu như mình nhớ lại, mình ghi nhận lại những gì tốt đẹp mà người khác làm cho mình. Chồng mình làm gì cho mình, giúp đỡ cho mình ra sao, hỗ trợ cho mình để mình đi làm, mình kiếm tiền, hay là mình công việc thôi, công việc của mình thôi. Rồi ngược lại cũng vậy, vợ của mình đã làm điều gì cho mình. Thì các anh chị ghi nhận được những điều đó, nó gọi là một phần của nhãn thí, nó chứa đựng được người đó trong trái tim của mình. Trân trọng họ tại vì họ đã làm những điều, biết ơn những điều mà giúp đỡ cho mình trong cuộc sống của mình, thì chứa đựng cái người đó trong trái tim của mình. Đó cũng là một dạng của nhãn thí. Ghi nhận mà đi chung với biết ơn thì cái ghi nhận đó nó đi theo chiều hướng dương. Tại vì ghi mà, ghi nhận thì mình ghi hết, tốt xấu gì cũng ghi lại hết. Nhưng mà thôi, tự nhiên nhớ ghi lại những cái điểm người ta không tốt cho mình chi. Những gì mà người ta làm không có tốt đẹp cho mình thì mình ghi làm chi, chỉ nhớ những gì tốt thôi. Người mà hay quên á là người có phước báo. Những gì mà người ta làm tệ cho mình quên đi. Người đó có phước. Ai có phước lắm mới làm được vậy. Quên đi những gì mà người khác làm tệ với mình, chỉ nhớ những gì tốt đẹp, thì sẽ lưu giữ được hình ảnh tâm trí tốt. Nhắc tới người đó mình sẽ nhớ tới những điểm tốt thôi, chứa đựng họ trong trái tim của mình. Rồi, chị Nương, chị Lê Quế Nương. Dạ. Quên thì nhẹ lắm, quên những gì mà người ta làm không tốt với mình, chỉ ghi nhận những cái điểm tốt thôi. Nên là cái đó nó gọi là ghi nhận biết ơn. Tại sao là ghi nhận biết ơn vậy? Ghi nhận đi chung với biết ơn á.
Tại vì đó là những cái gì tốt đẹp mà người khác làm cho mình, nên là mình ghi lại và mình biết ơn điều đó, thì nó sẽ lưu giữ hình ảnh tốt về cái đối tượng đó. Vậy thì chứa đựng người khác, chứa đựng người khác trong trái tim của mình. Ai đây có cảm nhận là có những người bạn đó các anh chị, có những người bạn mà lâu ngày mình không liên lạc lại, nhưng một khi bắt được liên lạc là mình nói chuyện lại như là cái thuở mình mới gặp nhau ngày hôm qua không? Thân như là trước đây chưa từng có khoảng cách không? Có không các anh chị? Có. Đó, cái đó là chúng ta đã chứa nhau trong tim mình đó. Mình đâu có thấy mặt nhau đâu. Có khi cách xa ở khác đất nước, cách xa nhau nhiều năm tháng luôn, 5, 7 năm, 10 năm, nhưng người gặp lại vẫn thân như ngày nào, thân thiết và không hề có khoảng cách. Đó là do trái tim gần nhau, trong chứa họ trong trái tim mình đã nhãn thí rồi, chứa bạn mình trong tim mình, người kia cũng chứa mình trong trong tim của họ đó, thì nhãn thí. Đó là nhãn thí đó. Chứa đựng người khác trong trái tim của mình, đó gọi là nhãn thí, tầng thứ hai của nhãn thí. Nên là có một cái này thú vị lắm các anh chị. Đố các anh chị biết là tại sao khi mà con người khi mà cự lộn với nhau á, cãi lộn, cự lộn thì phải nói lớn tiếng. Thường có phải là mình cự lộn thì mình sẽ lớn tiếng không các anh chị? Chửi bới, cự lộn, la ó sùm hết. Vậy thì tại sao mà khi cự lộn thì lại lớn tiếng vậy? Sao kỳ vậy? Sao cự lộn lại lớn tiếng? Hay quá ha. Đó, các anh chị cảm nhận được rồi đó. Do trái tim không có gần nhau, hai trái tim cách xa nhau quá, nên là nó nhỏ không có nghe, phải la lớn lên mới nghe. Nên là thường đã cãi lộn có nghĩa là trái tim xa nhau rồi, nên là mở miệng ra là phải nói lớn lên, la lớn lên người kia mới nghe. Nhưng mà khi yêu thương nhau thì sao? Có phải nói nhỏ nhẹ không các anh chị? Nói thì thầm nhỏ nhẹ. Tại vì trái tim gần nhau, trái tim gần nhau nên là nói nhỏ nhẹ. Nó nhỏ là cũng nghe, thì thầm thôi, thở thôi cũng nghe, do hai trái tim gần nhau. Thì nhãn thí đó, thứ nhất nhãn thí đó là thấy người khác, nhìn thấy người khác là tầng đầu tiên. Còn cái tầng sâu hơn đó là chứa người khác, chứa đựng người khác trong trái tim của mình thông qua việc ghi nhận. Mình ghi lại, giống như các anh chị nè, mình đi đâu đó mình ăn uống hay mình tới một cái resort, những gì mà nhân viên ở đó họ làm cho mình đó, mình đi sáng dậy mình đi chơi, thì lúc mình về phòng thì thấy là phòng mình đã dọn dẹp, đã được dọn dẹp sạch sẽ hết, và còn để những cái hoa lên trên cái tấm ra giường á, giường của mình để những cái hoa trang trí ở đó. Thì mình có ghi nhận những điều đó không? Cái đó là đâu phải là tự nhiên mà được, mặc dù mình nói là mình cũng trả tiền đó, nhưng mà mình ở đâu ra mà mình có được những cái dịch vụ tốt như vậy? Thì con người nó mang lại điều đó cho mình, họ đã làm phục vụ tốt nhất cho mình đó. Thì một người nếu như có sự ghi nhận, ghi nhận, ghi lại những gì mà tốt đẹp người khác làm cho mình, biết ơn những điều đó, thì cuộc sống người đó tốt lắm, mở ra cánh cửa liền, cánh cửa của nhân tâm gắn kết với nhau liền. Phát hiện ra đó là có khi mình cũng không ghi nhận gì hết trong cuộc sống của mình, thiếu đi sự ghi nhận nên cuộc sống mình khó. Nó liên quan đến hiển nhiên đó các anh chị. Các anh chị nhớ lại chỗ hiển nhiên, ghi nhận là nó liên quan đến hiển nhiên nhiều. Thì khi mình là một khi đã ghi nhận thì mình chứa, mình đã chứa đựng này, chứa đựng những gì tốt đẹp mà người khác làm cho mình trong trái tim của mình.
thì nó du giữ trong tâm của mình, đó là nhãn thí. Một cái tầng sâu hơn nữa của nhãn thí, tầng số 3 nữa, đó là nhãn thí, đó là chứa đựng sự chuyển hóa của người khác, chứa đựng sự chuyển hóa của con người, chứa đựng sự chuyển hóa của con người. Nhìn thấy một người chưa có thay đổi, mình có đủ niềm tin không? Mình có thấy được cái hình ảnh, cái cảnh mà họ chuyển hóa thì họ sẽ ra sao không? Mình có tin là một ngày nào đó họ sẽ chuyển hóa không? Nếu như các anh chị làm được như vậy thì mình đã chứa đựng sự chuyển hóa của con người. Và giây phút mà chúng ta thấy được cái người mà mình chứa sự chuyển hóa của họ đó, trước đây họ không có tốt, họ chưa chuyển hóa, nhưng mà tới một cái giây phút mà cái người đó chuyển hóa, mình chứng kiến cái cảnh đó. Ví dụ như chứng kiến con mình nó lỡ làm sai cái gì đó, nhưng mà tới một ngày nó ngoan đi, nó ngoan lên, nó ngộ ra, nó ngoan, nó dễ thương, thì nếu mình chứa được cái sự chuyển hóa đó, mình cảm động lắm. Ai đây đã từng được người khác chứa đựng không? Chứa đựng sự chuyển hóa của mình. Giống như Kim Trúc nè, Kim Trúc là cảm nhận là những, em có cảm nhận là các anh chị nhiều lớp học là chứa đựng em không? Từ lúc mà em mới bắt đầu học cho tới bây giờ, thấy em, chứa được em, nó chứa luôn sự chuyển hóa của em. Em cảm thấy sao? Dạ, trân trọng biết ơn thầy đã cho em cơ hội chia sẻ. Dạ, dạ, em thấy rất là ấm áp luôn ạ. Giống như hồi nãy khi mà em khóc đi thì có bạn nhắc á, thì kiểu như khi mà em đang khóc, đang buồn về cái vấn nạn của em luôn, nhưng mà có người, có bạn đó nhắc nó Kim Trúc khóc kìa, rồi cái cô Minh có khóc, cái xong cái tự nhiên cái em quên việc buồn của em luôn ạ. Cái là có thể cười, có thể học, tiếp tục vui vẻ hả. Với em rất là biết ơn chị Diễm. Có cách nói của chị Diễm thì kiểu như khi mà em đăng ảnh lên, cái chị Diễm ghi lại tất cả cái quá trình mà từ K16 tới K17 của em, từ lúc mà em lên chia sẻ như thế nào luôn ạ. Em phải chắc là biết ơn chị Diễm đã chứa đựng em ạ. Đó. Dạ. Diễm mà làm được đó, bà chứa đựng sự chuyển hóa của người khác á. Dạ. Cái đó gọi là chứa đựng đó các anh chị. Mình nhìn thấy cái tiến trình thay đổi của một người nào đó, mình rất là quý. Ừ, đó là chứa đựng sự chuyển hóa. Người nào làm được như vậy thì nhãn thí đạt ở một cái cảnh giới cao. Thì có phải là gắn kết nhân tâm liền với em không? Dạ đúng rồi ạ. Kiểu như cái đó cũng là động lực để cho em cố gắng ăn học nữa. Và ý vào mentor 4 là để cố gắng có nhiều người để mong bản thân thay đổi tốt, và có thể chia sẻ cho mọi người, và có thể giúp cho mọi người đứng trên vấn nạn phát sinh cũng như em và mọi người luôn, và hỗ trợ người khác. Ừ, biết ơn em. Biết ơn thầy, biết ơn cả nhà đã nghe. Em chào, em xin tắt máy tắt mic ạ. Dạ. Quan tâm, quan tâm tới người đối diện của mình, mình chứa đựng nhu cầu của họ trong trái tim của mình. Nhà lãnh đạo là một người rất là đơn giản. Đó là mang theo, lấy nhu cầu của con người để trong trái tim của mình đi khắp thế gian. Những người nào làm được như vậy là những nhà lãnh đạo. Đặt nhu cầu của con người trong tim của mình, thật sự quan tâm tới người khác. Đó là nhãn thí. Nhưng anh nhớ tới câu nói đó là nhớ tới cô, một trong những người cao nhân, một trong những cao nhân, cô cũng lớn tuổi rồi. Cô đã nói là tôi chỉ có làm việc này thôi. Đó là tôi làm hai việc. Đó là tôi mang theo trái tim người mẹ đi khắp thế gian. Và tôi để nhu cầu của con người trong tim của tôi. Và tôi đi khắp thế gian. Thì cô đã là một trong những người mà kinh doanh rất là thành công trong thế giới, trên thế giới này. Thì cô chỉ có lấy thôi, để trái tim, mang theo trái tim của người mẹ đi khắp thế gian, và để nhu cầu của con người trong tim của mình, nhu cầu của khách hàng của mình, nhu cầu của đồng đội, đồng nghiệp của mình, nhu cầu của những người đi cùng với mình nè, nhu cầu của đối tác của mình,
để trong tim mình thật sự quan tâm tới điều đó, chứa đựng điều đó, ghi nhận điều đó, và thuận nhiên thì trợ cho họ để họ đạt được, giải quyết được cái nhu cầu đó. Thì chỉ vì như vậy đó, chỉ làm như vậy thôi mà thành công lắm á. Cô là một trong những người rất là thành công trong kinh doanh trên thế giới. Cô người Đài Loan, cũng lớn tuổi, lâu rồi cô không chia sẻ nữa. Rất là biết ơn cô khi nhắc đến đây thì tự nhiên nhớ đến cái câu nói đó. Biết ơn Kim Trúc. Chứa đựng cái người khác trong tim của mình. Và cái tầng sâu nữa là chứa đựng sự chuyển hóa của người khác trong trái tim của mình. Giống như các anh chị chứa đựng anh Tuấn á, các anh chị. Có phải là mình chứa đựng sự chuyển hóa của ảnh không các anh chị? Thì anh nhìn thấy là có rất là nhiều các anh chị trong lớp của mình chứa đựng sự chuyển hóa của anh Tuấn, anh Viên Châu Tuấn. Đó, cái đó là một dạng nhãn thí đó. Dạ. Nên là tóm lại, nhãn thí là sao các anh chị? Nhãn thí là sao ạ? Nhãn thí là sao? Không ai nói năng gì luôn à. Nhãn thí là bố thí ánh mắt. Thì tầng đầu tiên đó là bố thí ánh mắt, có nghĩa là thấy người khác. Không chỉ nhìn mà phải thấy người khác. Tại vì nhìn mà không thấy thì mối quan hệ xã hội không gắn kết. Từ hạnh phúc, từ trong gia đình cho tới kinh doanh, cho tới bạn bè của mình, mối quan hệ xã hội không có tốt nếu như mình không thấy họ. Nhìn là thấy thấy. Thì thứ nhất là nhìn thấy người khác. Thứ hai là chứa đựng người khác trong tim mình. Thông qua ghi nhận. Ghi nhận với biết ơn. Còn nữa, ai mà làm được nữa thì chứa đựng sự chuyển hóa của con người trong tim của mình. Đó là nhãn thí. Các anh chị thấy ngon không? Hai bố thí đầu tiên thôi, nhãn thí với nhãn thí. Chỉ dùng cái gì? Nhãn là dùng nụ cười những miệng của mình, nhãn là đôi mắt của mình. Trái tim chỉ dùng có vậy thôi. Nhãn nhãn. Dùng nhãn thí với nhãn thí. Chỉ như vậy thôi, đó là tích lũy phước đức rất là nhiều rồi đó các anh chị. Vừa xuất hiện, chưa cần làm gì hết, chưa nói năng gì hết. Một con người chỉ cần vừa xuất hiện mà nhan thí, nhãn thí là tích lũy phước báo liền. Các anh chị gặp một ai đó mà mình mới vừa gặp thôi, chưa quen biết gì hết, nhưng cái người đó cười với mình, sau đó họ mình cảm nhận được là cái người đó thấy mình, thì các anh chị cảm nhận sao? Có cảm tình liền với người kia không? Đúng không các anh chị? Mình chưa mới gặp người đó, chưa quen biết gì hết, nhưng mà thấy người đó cười mình, cười với mình. Xin lỗi, không phải là cười mình, mà là cười với mình. Sau đó mình thấy được, cảm nhận được là cái người đó đó đang thấy mình. Tại vì có nhìn thôi, nếu mà nhìn thì có khi chưa chắc, nhưng mà cái người đó nhìn mà thấy mình nữa, thì có phải là cái nội tâm của mình nên cảm thấy là người này thân thiện không, dễ gần hơn. Thì cái trạng thái đó nó dễ gần đó, là do cái người kia đã tích được phước đức với mình đó. Tích tạo được phước đức liền trong mối quan hệ này. Nên là mối quan hệ xã hội với mình tốt. Và nếu cái người đó làm được như vậy nữa, làm nhan thí, giảng thí với những con người khác trong cuộc sống của họ nữa, thì họ sẽ tích được phước đức với lại những người kia nữa. Vậy thì chỉ cần làm được nhan thí và nhãn thí khắp mọi nơi, khắp mọi lúc, làm với lại con người. Tại vì con người là vốn quý mà. Gặp con người, mình quý con người chứ. Vậy tại sao không có chứa họ? Tại sao không nhìn thấy họ? Sao không cười với họ? Thì nếu mình thấu hiểu được con người là vốn quý, thì mình làm được nhan thí, nhãn thí, mình sẽ tích lũy được phước đức. Tự nhiên nó sẽ tích lũy lại được phước đức, mà không cần phải cầu mong. Tại đâu có gì đâu cầu mong. Quy luật tự nhiên mà. Làm cho người khác vui vẻ thì tích được phước đức. Phước đức tự tích lại. Nhan thí, nhãn thí thì có làm cho con người vui vẻ không các anh chị? Có. Làm cho con người vui vẻ.
Nên là cụ thể mình sẽ làm hai điều đó, nhan thí và nhãn thí, giúp cho chúng ta tích lũy được phước đức. Đó là bởi vì làm cho người khác vui vẻ. Dạ. Mời chị Hiền ạ. Chị Hiền Lê. Dạ, chào thầy và chào cả lớp. Em biết ơn thầy đã cho em có thời gian để chia sẻ. Biết ơn cả lớp mà đã chứa đựng em về. Thì lúc nãy về cái nhan thí á, thì lúc đó em cũng chia sẻ. Bây giờ, nhưng mà quá giờ cho nên là giờ này em chia sẻ luôn nhan thí và nhãn thí. Hello con. Con chào thầy. Chào con. Bữa thầy thấy con học, con ngồi đúng không? Hôm bữa là cái cảnh khác. Bữa là ngồi dưới dạ, bếp hả? Dạ, bữa trước là ngồi dưới bếp. Thầy nhớ con. Thầy nhớ con. Thầy không nhớ con hả? Thầy đây là thầy Nhật Anh chứ không phải là thầy Toàn. Hôm nay thầy Toàn bận. Bây giờ để mình chia sẻ với thầy trước. Lấy đồ. Trời ngoan quá. Hát cho thầy nghe. Hát cho thầy nghe hả? Bây giờ này thầy đang chia sẻ mà, đâu phải vô hát đâu. Hôm sau đi. Hôm sau cái mình ngày mai á con, ngày mai buổi chiều á, lúc mà khoảng 6 giờ á, con lên con hát cho cả nhà nghe ha. Ừ, thầy hẹn ngày mai nha. Ngày mai con lên hát. Bây giờ này là con chuẩn bị bài hát, là ngày mai là con hát cho thầy nghe, được chưa? Được không? Sáng thầy bận lớp khác chứ thầy bận đi học chứ thầy đâu có. Chiều mai lên hát. Hát cho cả nhà nghe. Ok không? Nha. Biết ơn con lắm lắm. Con đi xuống với em mẹ chia sẻ bài hát. Chuẩn bị bài hát đi. Hey, con nói cái gì? Bây giờ này là mẹ chia sẻ. Con nói đi, con nói vài câu cũng được. Nói vài câu rồi để cho mẹ chia sẻ. Con nói vài câu với thầy đi. Con nói vài câu với thầy đi. Nói vài câu câu hả? Không à. Có câu gì con nói với cả nhà không? Con có gì nói với thầy? Con chào cả nhà không? Con chào cả nhà. Ừ. Con 6 con. Tuổi rồi thầy ơi. Hả? Con 6 tuổi rồi hả? Ồ. Con trưởng thành quá. Mẹ mua cho con sách này nè. Ừ. Tập tiếng Việt lớp 1. Con chuẩn bị bài hát đi, ngày mai con hát cho thầy nghe. Ngày mai á con lấy cuốn sách ra con đọc cho cả nhà nghe luôn không? Được. Ừ. Ngày mai hát. Hẹn ngày mai lên kể cho cả nhà nghe. Thầy hẹn con là ngày mai thầy đợi con đọc cho thầy nghe. Con đọc cho thầy cả nhà nghe. Trời dễ thương quá. Chị chia sẻ đi chị. Dạ. Thì cái nhan thí á thì em trước đây em là một người luôn luôn là cái vấn nạn xung quanh em nhìn bất cứ đâu em cũng không cười được, và kể cả bản thân em luôn, bản thân em cũng không có cười được, không có giống như mình cảm thấy mình có cái nụ cười nó xấu á, cười xong là nó nhăn cái nếp nhăn trên mắt thì lại không dám cười. Là tới lúc cũng vì bạn này cho nên là em có đặt cái câu nghi là làm sao để cho con mình nó tốt hơn. Thì lúc đó em lại đi tìm trên mạng thì lại gặp nhóm của một bạn vừa rồi kết thúc cái mentor 2. Rồi, con đi xuống dưới kia để mình chia sẻ một tí nha. Rồi, ngày mai thầy hứa là ngày mai con hát cho thầy nghe. Và tới lúc đó thì em mới bạn đó là có cái khóa là đánh thức con người phi thường bên trong bạn. Thì lúc đó em mới bắt đầu mở dần lòng mình với chính bản thân mình luôn. Chính bản thân em luôn. Em mở lòng gỡ được nội tâm ha. Dạ. Nội tâm tháo gỡ nhẹ nhàng hơn. Nên khi lúc nãy cái bạn Ninh Vũ á, em nhìn thấy em, bạn Ninh Vũ là hình bóng của em trước đây. Nó giống như một cái gì nó rối bù, mình không Ninh có Vũ thể nào gọi tên được. Ninh Vũ là trùng khắp mọi nơi. Ninh Vũ nổi tiếng lắm.
Thấy chưa? Rồi, nha. Nó được thiếu thì nha. Rồi. Mang lại biết bao nhiêu bài học cho cả nhà. Xong nói rồi chung là chuyển hóa đúng không? Chuyển hóa nội tâm xong rồi nên tháo gỡ hết nội tâm cái cười được. Cười tự nhiên. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Em mới bắt đầu em mới cười được. Và lúc đó em nhìn ai nó cũng có vấn đề hết. Nhìn mọi người ai cũng có vấn đề. À, cho nên là em khi mà em học lớp đó xong thì em mới bắt đầu cười. Cười với bản thân mình cái đã. Rồi cười với mọi người. Cười lên chị. Và thấy chị đẹp lên không? Dạ đẹp hơn thầy. Là đó giờ mình đẹp lắm mà mình không biết. Dạ đúng rồi, mình cứ tìm ở đâu bên ngoài à, bên ngoài á, mình không tìm có tìm ở ngoài, bên trong. Chỉ cần đang cười lên thôi, nhìn vô gương cười lên thấy mình đẹp đi. Dạ. Rồi à, xong rồi tới như cái bạn cùng nhân á, nhiều khi bạn nói cái bữa đó là tự nhiên em cười với bạn thì bạn nói chứ. Mẹ, bữa nay mẹ cười hả? Bữa nay mẹ vui hả? Bữa nay mẹ chỉ cần một nụ cười thôi nhưng mà trong lòng con cũng gần gũi với mình hơn đó. Thì về cái phần nhan khí còn mấy bữa giờ thì em cũng thắc mắc về cái đổi hình đổi đời, và hôm nay thầy chỉ điểm là cái công đức phước đức. Thì cái công đức phước đức em cũng cái khái niệm này em cũng đã biết rồi, nhưng mà công đức phước đức mẹ đang chia sẻ mẹ. Công đức phước đức thì mai tính, mai lúc mà giao lưu đầu giờ chia sẻ thêm, còn giờ nói chỗ này nói chỗ là nhãn tí nhãn tí. Dạ thì không, ý là được, hôm nay thầy chia sẻ cái này thì mình thấy cái công đức phước đức nó dễ quá, nó rất là dễ luôn mà không, nó đơn giản, đừng nói nó dễ nói nó dễ thì cao sẽ cao ngạo, tại vì ai mà thấy tự nhiên nó trời dễ quá vậy. Vừa bố thí hả, rồi phước đức làm vậy thôi đó hả? Ồ, dễ quá. Phạm chúng cái ngạo mạn. Dạ, thì dạ, vừa mới dạ. Cười lên tích được phước đức, xong ngạo mạn phá phước đức. Cuối cùng cười, cuối cùng không có gì hết. Dạ, dạ, là biết ơn. Nói không khó, không dễ, nhưng mà đơn giản. Dạ, biết ơn thầy. Bảy bố thí đó là bảy cách để làm á, tích tạo được phước đức của con người mình, nó đơn giản nhất. Dạ, à, biết ơn thầy đã chỉ. À, và... và nhãn khí thì đúng, đúng, em giống như lúc nãy em chia sẻ thì em khi đó bắt đầu em ghi nhận bản thân em kêu em làm một cái gì em cũng thấy là cái nghề đó nó thấp kém quá em, nhưng mà khi mà em nhìn người khác cũng cái nghề đó thì lại họ không thấp kém, mà mình giống như mình không ghi nhận bản thân mình đó. Và hôm nay thầy chia sẻ là mình chính mình ghi nhận bản thân mình. Và có một chị á, chị đó là chị đó với em á chưa bao giờ gặp mặt, chỉ có qua mạng vậy thôi, nhưng mà hai chị em rất là gần nhau. Đó là một cái gọi là giống như lúc nãy thầy chia sẻ là hai cái tâm gần nhau. Và có nhân tiện đây em cũng biết, các anh chị biết tại sao không, các anh chị biết tại sao mà mình có khi là mình cũng không ghi nhận được người khác không? Những điểm tốt của người khác mình không làm, mình không có thấy. Các anh chị biết tại sao không? Tại vì mình thiếu ghi nhận chính mình. Tại vì ngay cả mình mà mình còn không ghi nhận được những cái gì mà mình làm, mình cũng không ghi nhận, không thấy mình. Nên là không thấy mình nên cũng không thấy người khác luôn. Không ghi nhận mình nên là không có thói quen ghi nhận con người, nên quay lại chính mình hết đó. Người mà xứng đáng nhất để mà nhan thí với nhãn thí là ai các anh chị? Là chính bản thân mình. Nếu như thật sự mình yêu mình, nếu như có tình yêu thương với mình đó, thì người đầu tiên cũng là người mà có lẽ là cũng nên làm đó, đó là nhan thí đó. Mình làm là cho chính mình đó. Mình cười lên, cười với mình các anh chị buổi sáng đó, thay vì ngủ dậy quạo quọ khó chịu mệt mỏi, các anh chị nhìn vô gương á, đó các anh chị cười á, năng lượng khác liền. Người xứng đáng nhất để nhãn thí là mình, và cũng là nhãn thí nữa là mình á. Chứa mình, chứa đựng mình, thấy mình hôm nay mình đẹp hơn ngày hôm qua không, mình có tốt hơn ngày hôm qua không, chứ tự nhiên ghi nhận những điểm xấu của mình chi. Sao thấy ngày hôm nay mình tệ hơn ngày hôm qua, cái cuối cùng mình ghi nhận những cái điểm tệ đó, cái từ từ con người mình đi xuống luôn. Mình làm được nhãn thí mình.
Lúc trước em oán trách bản thân mình nhiều. Oán trách bản thân mình nhiều nữa thầy. Và nhân tiện đây thì em cũng biết ơn bạn bạn Trần Khánh Dư và cùng một bạn cũng mentor 2 thì bạn đó thì là người mở ra cái đó là cái duyên để em gặp bạn đó trong khóa là đánh thức con người phi thường bên trong bạn á. Thì Dư nói là chị Hiền ơi, chị Dư thì lại học với em cùng cái khóa với cái bạn bạn đó, xong rồi cái hai chị em cũng tương tác với nhau cũng không có cũng không được nhiều, nhưng mà tới lúc mà Dư học bên Quýt và Dư nói chị Hiền ơi chị học cái này đi, chị vào mentor đi, chị vào mentor ngon á chị, xong rồi tới lúc mà Dư là biết ơn Dư chứa đựng em nhiều lắm, chứa đựng Dư và bằng kỹ là chứa đựng em, chứa đựng cả cái sự chuyển hóa của em, tại vì hồi lúc đó Dư là học cùng khóa với em và Kỷ là người hướng dẫn. Thì tới lúc đó khi mà em chuyển hóa là cả nãy giờ chị Hiền các anh chị đã làm được luôn hai cái bố thí nữa luôn, hai cái nữa những anh ghi luôn ha, ngày mai mình nói chị Hiền mà làm được hai cái này nè các anh chị, mà làm được ngôn thí. Nè con chia sẻ với thầy một cái đi. Đã làm được ngôn thí. Rồi con chia sẻ bằng tối. Tối mai, thầy nói tối mai. Với lại phải làm được tâm thí. Thầy nói được tối mai. Con bận. Mai nha con. Giờ mình cũng nghỉ tới nơi rồi 10 giờ. À. Chuẩn bị nghỉ rồi. Chuẩn bị nghỉ rồi. Tối mai cũng ngon đi em. Con rồi mai anh lên rút là cô Minh là MC á, con lên con hát cho cả nhà nghe em hai ní chị Hiền á các anh chị đã làm được hai cái này nè, làm được em lên admit chị tí xíu nha. Dạ biết ơn chị, làm được ngôn thí với lại tâm thí. Ngôn thí là bố thí ngôn từ, những lời nói bố thí lời nói ra, còn tâm thí là bố thí lòng biết ơn. Thì nãy giờ các anh chị nghe chị Hiền chia sẻ, mặc dù là cũng hết cũng chưa có chia sẻ hết, nhưng mà các anh chị có cảm nhận được là chị nói những lời tốt đẹp cho người khác không các anh chị? Chị có sự trân trọng biết ơn không? Đó là hai bố thí nữa đó, ngôn thí và tâm thí. Chị Hiền quá hay quá ha, nó làm được luôn rồi, nhan thí, nhãn thí, ngôn thí, tâm thí rồi, làm được bốn cái luôn rồi, ngon. Làm được bốn cái này thôi là cuộc sống chuyển hóa khủng khiếp đó. Thì nhan thí, nhãn thí đó các anh chị, nhan thí, nhãn thí, bối cảnh của chị Hiền cho chúng ta một bài học lớn lắm. Đó là mình ghi nhận chính mình, nhãn thí với mình và cũng là nhan thí với mình, làm được thì mở rộng được trái tim ra thì các anh chị sẽ làm với người khác, nhãn thí với người khác, nhãn thí với người khác, thì thông qua đó cuộc sống mình tốt đẹp lên, mà hiểu được tâm ngôn thí nữa chứ, hiểu được tâm thí nữa thì cuộc sống chắc chắn tốt. Thôi 10 giờ rồi, mình nghỉ hẹn các anh chị Yến với lại Trấn Nguyên. Xin lỗi là giờ chắc hạ tay. Bye bye nhau để ngày mai đi. Mai mình chia sẻ ha. Mai chia sẻ hẹn chị Yến. Với Trấn Nguyên. Biết ơn chị Hiền. Biết ơn chị Hiền chia sẻ. Biết ơn tất cả các anh chị. Hôm nay mình học tới đây đi. Bảy bố thí thì mình nói đến nhãn thí. Ngày mai nói ngôn thí, tâm thí. Và mấy cái ba bố thí còn lại. Rất là trân trọng biết ơn các anh chị. Chúng ta mở mic. Những anh mở mic các anh chị, mình bye bye nhau, 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 mình bye bye nhau.